Video này mình sẽ review khóa thứ hai nha các bạn, trong năm khóa của Deep Learning Specialization trên Coursera bởi Deep Learning AI. Thì khóa đầu tiên các bạn đã đi qua những cái basic rồi, mình đã biết một cái neural network là sao, biết cách huấn luyện nó, forward prop, back prop là sao, biết những cái như là cost function, hidden layer, gradient descent. Thì ở khóa thứ hai này á, mình sẽ gọi là đi sâu vào những cái technique để mà mình improve một cái model deep learning, như là hyperparameter tuning, regularization, optimization. Đây cũng là khóa học cũng rất là hay. Rồi thì mình coi thử cái tuần đầu tiên mình sẽ làm gì. Cái tuần đầu tiên á, mình sẽ đi vào cái gọi là những cái practical aspect of deep learning. Thế thì khởi đầu là mình sẽ xem thử cái cách để set up một cái machine learning application, đúng không? Thì bài đầu tiên là mình sẽ xem thử là train set, validation set và test set là như thế nào. Tại sao mình lại phải chuẩn bị ba bộ dữ liệu khác nhau, một gọi là bộ dữ liệu huấn luyện training set, bộ dữ liệu gọi là depth set hoặc là cross validation set cũng được, và một bộ thứ ba gọi là test set. Xin lỗi các bạn. Thì nôm na đó là training set dùng để huấn luyện model, để tìm ra cái bộ parameter của model giúp cho hàm cost cost function đó, nó giảm đến tối thiểu. Còn cái bộ gọi là depth set hoặc là cross validation set đó, là dùng để chọn cái hyper parameter. Parameter là để chỉ model weight, tức là parameter là những cái thứ mà model sẽ học dựa vào cái bộ training dataset, nó sẽ tìm ra cái bộ parameter. Nhưng mà có những cái gọi là hyper parameter là mình phải thử, tức là mình phải là người chọn những cái con số đó, những cái giá trị đó, chứ không phải là model nó tự nó học. Do đó là để mà chọn những con số đó thì mình phải có một cái bộ dữ liệu để mà mình đánh giá xem là với những cái hyper parameter như thế nào á, thì cái model nó sẽ có cái performance tốt nhất. Và dựa trên cái bộ dữ liệu là depth set đó, mình sẽ tìm ra một cái bộ parameter tốt. Rồi mình sẽ hiểu tại sao mình lại không dựa vào training set để mà mình chọn ra cái hyper parameter luôn. Thì cái đó là một cái rất là quan trọng. Còn cái bộ test set á, là mình để dành cho cuối cùng. Khi mình train model xong, model convert, model hội tụ, thì mình có cái bộ parameter. Rồi sau khi mình hyper parameter tuning xong, mình có được một cái bộ hyper parameter tốt, thì mình mới lấy tất cả mình test lại một lần trên bộ test set, để mình có được một cái performance để mình công bố ra ngoài là model của tôi đã có được, có thể có được, đạt được một cái độ chính xác là như vậy. Thì đó là nói chung là nội dung như vậy đó. Nhưng mà qua đó mình sẽ biết một cái vấn đề nó gọi là một cái mismatch train và test distribution. Thì đây là một cái vấn đề nó liên quan đến là trong thực tế, nếu như mà mình có một cái bộ training set và một bộ test set mà cái distribution của tụi nó khác nhau á, thì mình sẽ, mặc dù là mình train được một model rất là tốt, nhưng mà đem ra ngoài nó cũng không có perform tốt được. Ví dụ, ở đây người ta lấy một cái ví dụ đó là ví dụ như là mình huấn luyện mô hình dựa trên một cái bộ dữ liệu, ví dụ hình ảnh đi, mà cái hình ảnh đó thì mình lại lấy từ một cái trang web hoặc là những cái bức hình trên một cái công ty nó cung cấp hình ảnh nào đó, mà những bức hình rất là đẹp, rất là rõ. Đây là mình đang ví dụ là mình huấn luyện một cái mô hình thị giác máy tính giúp phân biệt loài vật chẳng hạn. Mình lại lấy bộ dữ liệu mà rất là chuẩn, mua từ một cái công ty nào đó, người ta có những cái bức hình rất là đẹp, thì mình huấn luyện trên đó, xong mình đem ra ngoài mình lại test, tức là mình lại chạy cái mô hình đó trên những cái hình ảnh mà người dùng người ta sẽ chụp từ điện thoại gì đó, thì nó không được nét, thì model nó không làm việc tốt được. Thì đó gọi là mismatch giữa training set và test set distribution. Thì mình sẽ biết về cụ thể về những cái hiện tượng đó. Rồi mình sẽ làm quen lại, hoặc là mình sẽ gặp lại, đối với bạn nào đã biết rồi, hoặc là mình sẽ biết về bias và variance, là gọi là những cái trạng thái ha, những cái trạng thái mà gọi là những cái trạng thái mà model nó có thể bị mắc phải. Nói đúng hơn, nó là những cái tính chất của một cái mô hình, mà nếu như một cái bias mà nó cao quá thì nó cũng không tốt, mà variance cao quá thì nó cũng không tốt, thì nó sẽ dẫn đến là một cái mô hình underfit hoặc là một mô hình overfit.
Nói chung là ở hai cái khía cạnh đó sẽ đều khiến cho cái mô hình nó không đạt được performance tốt. Performance ở đây là không đạt được performance trên cái dữ liệu mà nó chưa được nhìn thấy trong quá trình huấn luyện. Và từ đó mình sẽ có những cái cách để mình dựa vào cái performance, dựa vào cái test error và training error để mình đánh giá được là xem model nó đang bị overfit hoặc là đang bị underfit. Thì mình sẽ có những cái cách để mình debug hoặc là mình xem thử model nó đang bị cái dạng thái nào. Rồi, bài thứ 3 nói về basic recipe. Nói chung là một số những cái công thức cơ bản để mình có thể xác định được cái model nó đang ở trạng thái gọi là high bias hoặc là high variance. Bởi vì việc xác định ra cái bias và variance đó, nó sẽ giúp cho mình biết được là cái cách hoặc là cái hướng để mà mình cải thiện cái model, cải thiện cái performance của model. Ví dụ như là nếu như mình biết nó đang bị high bias thì mình sẽ phải có những hướng xử lý khác, như là build một cái complex model, tức là một cái build model lớn hơn, mình train nó lâu hơn, hoặc là mình chọn một cái cấu trúc, một cái kiến trúc khác. Còn nếu như mình biết nó đang bị high variance đó, thì mình sẽ phải có những hướng xử lý khác, như là kiếm thêm nhiều dữ liệu, áp dụng những cái regularization technique, hoặc là cũng có thể sử dụng một cái neural network architecture khác. Đó là những cái bài đầu tiên ha. Thì bởi vì nói về tuần này là mình sẽ đi về những cái practical aspect mà, những cái khía cạnh mà trong thực tế nếu mình build một cái mô hình học sâu á, mình sẽ gặp, thì mình sẽ phải có những cái kinh nghiệm, thì đây là những kinh nghiệm của ông để mình có thể xử lý những chuyện đó. Rồi, sau đó là mình sẽ đi vào những cái series các bài về vấn đề regularization. Regularization thì dành cho bạn nào đã biết về machine learning hoặc là đã học qua khóa học machine learning specialization á, thì mình hoặc là trong khóa 1 thì mình cũng đã gặp rồi đó. Đó là những cái cách để mà mình có thể giúp giảm cái khả năng model bị overfit. Overfit là một cái trạng thái mà khi model được huấn luyện trên bộ dữ liệu huấn luyện đạt được cái performance rất là tốt, nhưng mà đem ra gặp bộ dữ liệu kiểm tra hoặc là những bộ dữ liệu mà nó chưa gặp trong quá trình huấn luyện thì nó không có đạt được hiệu suất tốt, thì khi đó là overfit. Thế thì regularization thì mình sẽ làm quen với những cái đầu tiên như là L1 hoặc là L2 regularization. Thì đây là những cái mà khá là cơ bản, và trong những nội dung của những khoa học như là machine learning specialization đó, thì người ta cũng đã hoặc là mình cũng đã làm quen với những cái kiểu này đó. Cái công thức của nó là vậy, và cơ bản là mình sẽ add thêm một cái gọi là regularization term, tức là thay vì mình có một cái công thức tính cost function thông thường, ví dụ như đây, thì mình sẽ có thêm một cái vế nữa, và trong đó mình sẽ thiết kế cái vế này sao cho khi mà model tìm cách là giảm cost function xuống đó, thì cái vế của regularization term đó, regularization loss term đó, nó sẽ phát huy cái hiệu quả để giúp cho model nó giảm cái bệnh overfit đi. Thì có thể người ta sẽ dùng là L1 regularization và L2 regularization. Thì cái này ở trong logistic regression thì mình đã biết rồi, đúng không? Thì trong neural network thì sao? Thì cũng sẽ tương tự như vậy. Mình cũng sẽ có lại L1 regularization hoặc L2 regularization. Thì cái công thức của nó sẽ như thế này. Đó, rồi mình sẽ được học, mình sẽ được hiểu là tại sao mà cái regularization nó sẽ giúp mình giảm cái overfit của model. Rồi mình sẽ học qua cái dropout regularization, tức là cũng là một cái cách thức để giảm overfit, nhưng mà nó làm việc rất là hay. Trong đó là một cách nôm na là thay vì train toàn bộ, tức là trong quá trình huấn luyện á, người ta sẽ có một cái cách nào đó, mình sẽ làm một cái cơ chế để mà mình bật tắt một cách ngẫu nhiên các cái neuron, tức là các cái unit đó, của cái mạng lưới neural network đó, một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Thì cái này là một cái rất là thú vị, nó rất là thú vị, và ở trong cái bài giảng thì ông Andrew cũng sẽ giảng về cái này rất là hay. Thì nôm na là nó sẽ có một cái hình ảnh kiểu như là giả sử mình có một cái công ty, đúng không, giả sử có một cái công ty nọ có 100 nhân viên đó, mỗi nhân viên là giống như một cái neuron vậy đó, của cái neural network vậy đó. Thế thì bằng cách nào đó
mà mình đặt ra một cái luật, đó là cứ ngày chẵn á thì sẽ có một nửa số nhân viên được chọn ngẫu nhiên là được nghỉ ở nhà, rồi ngày lễ á thì sẽ có một nửa nhân viên được chọn ngẫu nhiên được nghỉ ở nhà. Mà nói chung cũng chẳng cần phải ngày chẵn ngày lễ gì hết á, tức là cứ mỗi một ngày sẽ có một nửa nhân viên được chọn ngẫu nhiên được cho nghỉ. Và cái hệ quả đó là sao? Vì tất cả nhân viên trong mọi phòng ban trong trong công ty á được chọn để nghỉ ngẫu nhiên, thành thử ra là với cái ngày đó những người nào đi làm á là phải tìm cách mà cover những cái nhiệm vụ của những người mà bị nghỉ. Và vì cái số mà số người bị nghỉ được chọn ngẫu nhiên cho nên là cái công việc của nó sẽ là rất là thay đổi, rất là khác nhau. Thành thử ra là nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng, đó là khi mà một cái công ty này nó làm việc lâu á thì dần dần á những cái người nhân viên ở trong đó nó sẽ biết cách, họ sẽ biết cách làm được mọi việc của những người khác. Tức là giống như mọi người sẽ trở thành ra một rất là giỏi, đúng không? Bởi vì họ sẽ phải luôn luôn đặt trong tình trạng là họ sẵn sàng bị giao cho những cái việc mà họ trước đây họ chưa biết mà người khác làm, mà hôm nay họ nghỉ rồi. Nó thành ra là nó là một cái hình ảnh nôm na của cái technique gọi là drop out regulation. Thì đây là một cái technique rất là quan trọng, nó giúp cho giảm cái sự overfit của model xuống, và sau này mình sẽ thấy nó rất là hay dùng trong những hệ thống học sâu, luôn luôn có cái drop out layer. Thì cách thức mở trong code thì mình sẽ làm như thế này. Rồi đó, mình sẽ tìm hiểu thêm về cái gọi là tại sao drop out nó lại giúp giảm overfit. Rồi những cái cách thức khác để mà regularization như là data augmentation thì đại khái nôm na là có thêm nhiều dữ liệu thì cái khả năng bị overfit của model nó sẽ giảm xuống. Thì data augmentation chính là một cách để mà mình làm sao á mà mình từ một cái hình, ví dụ một cái hình mèo, mình tạo ra 3-4 cái hình hoặc là 5-7-20 cái hình mèo khác nhau với cách là mình sửa nó, thay đổi ánh sáng, thay đổi góc nghiêng, góc nhìn gì đó. Thì từ đó là mình có thể tạo ra nhiều sự đa dạng trong cái bộ dữ liệu huấn luyện hơn. Rồi một cách khác đó là early stopping. Nôm na đó là mình cứ train model nhưng mà mình sẽ theo dõi cái tình trạng của dạng overfit thông qua cái việc gọi là mình theo dõi cái depth validation error. Thì khi mà model nó bắt đầu nó đi qua cái trạng thái gọi là overfit đó thì mình sẽ stop, không có huấn luyện nữa. Nó gọi là early stopping. Thì nói chung đó là một số cái technique để mà mình xử lý cái vấn đề gọi là overfit của model neural network. Rồi mình qua một series các cái bài liên quan đến gọi là optimization problem. Đầu tiên là normalizing input. Mình sẽ hiểu là tại sao phải gọi là normalizing cái dữ liệu mà đưa vào, dữ liệu mà huấn luyện. Cũng như cái phần này là cái phần hầu như là rất cơ bản, bắt buộc phải làm. Nếu mà muốn có một cái model có performance tốt thì phải có cái bước normalization hoặc là standardization, gọi là chuẩn hóa dữ liệu đó. Mình sẽ hiểu rằng là tại sao phải làm như vậy, những cách thức để làm như thế nào, đúng không? Qua việc mình tính cái mean và cái standard deviation của cái bird training dataset, và từ đó mình dùng hai thông số này để mà mình normalizing cái training dataset. Rồi mình sẽ biết qua về cái hiện tượng gọi là vanishing và exploding gradient. Đây là hai cái giống như hai cái vấn đề rất là nổi cộm khi mà người ta cố gắng phát triển những mô hình học sâu, đó là với nhiều layer hơn, nếu không có những cái cách thức mà xử lý nó thì cái quá trình training model nó sẽ không có ổn định, nó sẽ bị một là vanishing gradient, hai là exploding gradient. Vanishing là khi mà những cái tín hiệu gradient nó bị nhỏ dần thông qua nhiều layer, nó trở nên là quá yếu đi rồi nó biến mất luôn, khiến model nó không có học nữa. Còn exploding á có nghĩa là gradient nó lại qua từng layer nó lại bự dần, nó quá lớn luôn, nó vừa explode mà nó cũng khiến cho model bị có vấn đề, tức là nó sẽ không giúp nó ngăn chặn cái quá trình huấn luyện, khiến cho quá trình huấn luyện nó không đạt hiệu quả, nó không thể convert được. Thì mình sẽ có những cái technique, những cái cách để mà mình giải quyết những vấn đề này. Thì một trong những cái cách đó là weight initialization, tức là việc mà mình khởi tạo những cái giá trị đầu tiên, giá trị ban đầu của cái model weight. Thì ở trong cái khóa 1, nếu các bạn còn nhớ, thì trước khi mình huấn luyện mô hình đó là mình sẽ initialize
cái giá trị của weight model đó, cái ma trận W đó, sẽ là những cái giá trị random. Thì đại khái là người ta nghiên cứu ra những cái cách thức initialization khác giúp giảm quá trình, gọi giảm hiện tượng gọi là vanishing gradient hoặc là exploding gradient, như là Xavier initialization đó. Đại khái là mình có những cái cách để mình cho những cái giá trị của model weight ban đầu, thay vì lấy random, thì bây giờ dựa trên một cái công thức nào đó để mà nhờ đó mà lại giúp cho model nó giảm cái hiện tượng vanishing gradient hoặc là exploding gradient. Nó có những cái công thức nổi tiếng như là Heekamping, Flores hoặc là Xavier, hoặc là Lacan. Rồi mình sẽ biết qua cái gọi là numerical approximation of gradient, nôm na là cái gọi là cách tính cách tính ước lượng, cách tính gần đúng của cái gradient thông qua phương pháp gọi là numerical. Thì nôm na nó là khi mà mình huấn luyện mô hình, khi mà mình dùng gradient descent để mình update cái model weight, đúng không? Đó là mình tính cái đạo hàm của hàm loss function đối với các cái parameter của model. Thì cái đó là mình đang dùng cái công thức, gọi là cái công thức đạo hàm, đúng không? Mình tìm đạo hàm của hàm loss đối với các cái parameter, tức là mình đang tính đạo hàm theo cái kiểu như công thức gì đó. Thì cái phương pháp đó nó gọi là analytic gradient. Tuy nhiên nó còn có một cái phương pháp khác giúp tính gradient, nó gọi là numerical gradient. Và nôm na đó là theo cái định nghĩa của đạo hàm á, thì đạo hàm của một cái function f đối với cái biến là theta, đúng không, cơ bản chỉ là gì, chỉ là một cái tỷ lệ thôi. Thì một cái tỷ lệ trong đó là cái tử số á, sẽ là gì, là cái khoảng thay đổi của hàm số khi mà cái biến số theta đó nó thay đổi một cái khoảng vô cùng nhỏ nào đó. Thì ví dụ như đây là theta nó thay đổi một cái khoảng gọi là 2 epsilon, từ theta trừ epsilon nó trở thành là theta cộng epsilon, tức là cái khoảng thay đổi của theta là 2 epsilon. Thì trong cái khoảng thay đổi mà theta này đó, thì khiến cho cái hàm số nó thay đổi từ là f của theta trừ epsilon, nó tăng lên trở thành là f của theta cộng epsilon, tức là nó sẽ thay đổi một cái khoảng là như thế này. Thì cái đạo hàm của hàm f tại epsilon đó, tại theta đó, đơn giản chỉ là cái tỷ số của cái chiều tăng, tức là cái độ thay đổi của hàm số khi mà theta thay đổi, và chia cho cái khoảng thay đổi của theta là 2 epsilon. Thì nôm na đó là trong cái cách thức này đó, là mình sẽ dùng cái gọi là giống như một cách thủ công, mình thay đổi một cái khoảng rất nhỏ của một cái parameter nào đó, rồi mình tính xem cái khoảng thay đổi tương ứng của hàm số. Hàm số ở đây chính là cost function đó, khi mà cái biến số nó thay đổi một khoảng nhỏ đó, để rồi mình tính ra cái giá trị đạo hàm. Và mình dùng nó để làm gì? Thì cơ bản là mình dùng nó để mình kiểm tra xem là cái cách tính đạo hàm thông qua cái analytic gradient đó, thì nó có chính xác hay không. Nói chung là mình dùng nó để mình kiểm tra rằng là trong quá trình mình tính cái gradient đó, mình có làm sai hay không. Thì từ đó mình có thể là phát hiện những cái sai sót. Bởi vì việc tính đạo hàm, như các bạn cũng biết rồi, với việc tính đạo hàm thông qua cái phương pháp gọi là dựa vào tìm ra cái công thức để mà tính đó, mà nhất là khi và đối với bài toán neural network là rất là nhiều layer, cho nên là việc tính đạo hàm thông qua chain rule để mà từ cost function ở đầu này ta tìm ra đạo hàm của cost function đó với những cái parameter ở những cái layer đầu tiên, thì nó thông qua nhiều bước trung gian, do đó là dễ tính sai lắm. Thì phải có những cái cách như thế này để mình có thể gọi là debug, có thể là kiểm tra xem là mình tính đạo hàm có đúng hay không. Nó nôm na là như vậy. Tất nhiên cụ thể thì những cái bài mà mình đi chi tiết thì mình sẽ hiểu thôi. Thì cái nôm na là cái mục đích của nó là thế như vậy đó. Thì dựa vào đó mình sẽ dùng cái gọi là gradient checking này. Đó, mình tính cái numerical gradient để rồi mình so sánh nó với cái analytic gradient để mình xem thử là mình đang tính gradient đúng hay sai, đúng không? Rồi, một cái cuối cùng nữa là gradient checking. Nói chung là vẫn nằm ở trong cái khuôn khổ là mình sẽ dùng nó để mình xem cái việc tính gradient nó đúng hay không. Có một số cái ghi chú thôi, một số cái chú ý. Và như thế là mình đã đi hết những cái phần lý thuyết của cái tuần đầu tiên. Thì cũng như thường lệ cuối tuần mình sẽ có những cái assignment. Và ở đây là mình có tới 2 assignment, và thậm chí là 3 assignment nữa. Wow, một tuần thôi đó. Thì assignment đầu tiên là mình sẽ xem thử gọi là initialization như thế nào đó. Mình sẽ viết những cái đoạn code, mình sẽ viết những cái function để mà mình thực hiện những cái technique initialization khác nhau đó, mà nãy mình đã biết đó, nó giúp cho giảm hoặc là khắc phục cái hiện tượng là gradient vanishing đó.
đó, mình sẽ thử những cái cách như là không có technique gì cả, chỉ là initialize cái parameter một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, giống như cái hồi ở khóa 1 mình xem, thì mình dùng nó để mình huấn luyện mô hình xem thử là nó làm sao, thì mình sẽ dẫn đến mình thấy một số cái hiện tượng là không có tốt lắm trên cái bộ dữ liệu, tức là mô hình nó không có đạt được những cái performance tốt lắm. Sau đó là mình thử những cái phương pháp initialization tốt hơn, như là he là cái tên đó, cái tên của cái người mà phát minh ra cái technique này, chứ không phải là he hay là she cho anh ấy đâu nha. Thì mình dùng cái công thức của cái ông này để mình initialize cái param, thì mình thấy nó performance model nó tốt hơn nhiều. Ví dụ như ở đây là cái chỉ số accuracy trên training set được 99%, trên test set là 96% nè, thấy chưa? Trong khi hồi nãy á, là với cái cách initialize model weight mà random thôi đó, thì mình xem thử là thì mình thấy là cái accuracy trên training set chỉ có 83% thôi, còn trên accuracy có 86% thôi. Đó, như vậy mình thấy là dựa trên cái việc gọi là chỉ là set những giá trị ban đầu của cái model weight thôi đó, theo những cách khác nhau thôi đó, mà nó đã giúp thay đổi cái performance của model một cách rất là đáng kể. Thì đó là nội dung của assignment thứ nhất. Rồi assignment thứ hai, cái assignment thứ hai rất là thú vị các bạn. Mình thử một cái bài toán, mình thử một cái bộ dữ liệu, là người ta nói nôm na là thống kê, đúng không? Thống kê ghi nhận lại những cái điểm phát bóng, nó phát banh lên khi mà đá banh đó, thủ môn nó phát banh lên, thì người ta thống kê ta ghi nhận lại là nếu mà thủ môn mà phát bóng lên ở cái vùng nào trên sân đó, thì khả năng mà gọi là chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, nói chung là tạo ra một thế trận tốt đó, để dẫn đến là một cái cú phát bóng tốt, dẫn đến là có thể ghi bàn, dẫn đến có thể là tạo ra một cái thế trận tấn công tốt hơn dành cho đội bàn chứ, cho đội nhà chứ, xin lỗi các bạn, đội nhà chứ. Thì người ta thống kê như vậy. Vậy thì mình sẽ build một cái mô hình học sâu giúp nó học ra được cái chuyện đó, để làm sao mà kiểu như là có thể hướng dẫn cho những cái thủ môn là cứ phát bóng vào những vùng như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn, thay vì cứ phát bóng một cách ngẫu nhiên, đúng không? Thì trong khoa học thể thao thì người ta, với nhất là thể thao đỉnh cao, những nước phát triển thì người ta nghiên cứu những cái này, người ta ứng dụng những công nghệ người ta vô, người ta là cải thiện từng chút. Nhưng mà trong thể thao đỉnh cao thì những chút nhỏ nhỏ đó thôi, nó sẽ tạo ra những khác biệt rất là lớn. Thì đây, cái bộ dữ liệu thì nó sẽ là như vậy. Thì mình sẽ thông qua cái việc training của model như vậy á, thì mình học những cái cách gọi là regularization đó. Thì đầu tiên mình cũng xem thử là với một cái model mà không có cái regularization technique á, non-regularized model này, thì cái performance model nó như thế nào, đúng không? Thì sau khi training thì nó đạt cái performance như thế này. Trên test set được 91%, trên training set thì 94%. Và cái decision boundary nó là như vậy. Sau đó mình thử là những cái cách regularization. Đầu tiên là sử dụng cái L2 regularization. Thì như nãy mình nói rồi, đó là việc sử dụng L2 regularization đơn giản là mình thêm một cái cost term vào trong cái loss function, cái cost function. Đó, thì cái cost function ban đầu này, tức là cái cost function, cái main cost function này, là sử dụng cái cross entropy loss này. Thì thêm một cái gọi là L2 regularization vô. Thì từ đó việc training với cái gọi là regularization loss này á, nó sẽ giúp cho cái model nó đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Đây là cái đoạn code mà mình thực hiện cái chuyện đó, tính cái cost function mà có regularization term, đúng không? Rồi mình làm cái đoạn code để back propagation nhưng mà có regularization, thì mình sẽ thay đổi nó như thế nào đó. Để rồi khi mình training nè, các bạn thấy không, model nó convert, nó hội tụ rất là nhanh đó, chỉ trong vòng là bao nhiêu, khoảng cái này là theo thang số này là nhân thêm 1000, tức là khoảng 30.000 iteration, hoặc là tại đây là convert rồi, tức là trong khoảng xin lỗi các bạn, trong khoảng là đây 5, đúng không, 5 thì đây là khoảng 3, tức là khoảng 1 thôi, khoảng 1000 iteration là model đã hội tụ rồi. Và nó đạt cái performance là trên training set là 93%, accuracy trên test set là 93%. Trong khi hồi nãy á, là nó trên test set nó chỉ có 91% thôi. Và model nó phải mất nhiều thời gian hơn nó mới convert. Các bạn hiểu không? Đó. Thì với regularization nó đã giúp cho model nó có cái performance tốt hơn. Rồi mình cũng sẽ thử qua cái dropout regularization.
mình sẽ viết một đoạn code mà có áp dụng cái dropout regularization. Thì cơ bản là mình sẽ thực hiện một cái cách thức để mà mình có thể gọi là một cách ngẫu nhiên mình activate hoặc là inactivate, tức là enable hoặc là disable một cái neuron ở trong cái neural network. Thì cái hệ quả là trên test set nó đạt tới 95% luôn, nó còn tốt hơn cả L2 regularization nữa. Đúng chưa? Bạn thấy không? Yeah, thì đó là nội dung của cái assignment thứ hai. Đó, mình làm thử qua những cái cách thức, mình áp dụng những cách thức regularization khác nhau mà mình đã học ở trong bài. Trong quá trình đó là mình cũng biết cách mà gọi là viết code để mà thực hiện những cái cách regularization đó. Cái assignment cuối cùng của cái tuần 1 đó là gradient checking. Thấy không các bạn, thấy không? Mình học cái gì là mình thực hành cái đó thử liền ha. Rồi, gradient checking thì cơ bản là mình sẽ xem thử là mình tính minimal, cái gọi là numerical gradient như thế nào. Đó. Ôn lại một số khái niệm nè, đó đạo hàm của J, đạo hàm của J đối với các cái biến số, các cái tham số theta nè sẽ là gì? Sẽ là một cái khoảng thay đổi đúng không? Một cái tỷ lệ của khoảng thay đổi của đạo hàm. À, xin lỗi các bạn, của hàm số J. Khi mà theta nó thay đổi một khoảng 2 epsilon đó thì hàm số nó thay đổi một khoảng bao nhiêu, và với epsilon nó về vô cùng nhỏ đó thì mình sẽ có được cái đạo hàm của J đối với theta. Như vậy thì mình sẽ thông qua cái cách tính, mình sẽ tính thử, mình sẽ tính thử cái numerical gradient và mình sẽ thực hiện cái gọi là gradient check. Được chưa? Đây các bạn thấy nè, về cơ bản là với bộ tham số theta thì mình sẽ lần lượt là mình tính hai cái khoảng thay đổi theta, tức là mình cho theta nó tăng lên một cái khoảng vô cùng nhỏ epsilon để nó đạt được theta plus. Với cái theta plus này mình forward propagation nó để mình tính ra cái cost function tại cái theta plus là j plus, rồi theta mình giảm đi một cái khoảng epsilon vô cùng nhỏ để mình có theta minus. Rồi mình lại dùng cái theta minus đó để mình forward propagation để mình tính ra cái j minus. Thì cái j plus trừ cái j minus sẽ là cái khoảng thay đổi của hàm cos hàm j. Thì mình từ cái khoảng thay đổi đó mình chia cho khoảng thay đổi của theta là 2 epsilon thì mình sẽ có cái gradient approx, tức là gradient approximation, tức là giá trị gần đúng của gradient, đúng không, của đạo hàm. Thì dựa vào đó mình sẽ so sánh nó với cái gradient mà tính bởi cái back propagation, đúng không? Nhớ lần trước mình đã qua khóa 1 mình biết cái back propagation để làm gì rồi, để mình tính cái gradient của đạo hàm đối với các cái parameter trong neural network. Thì đây chính là giá trị gradient tính theo gọi là analytic gradient. Thì bây giờ mình phải so sánh nó với cái gradient tính theo cái numerical gradient, là cái gradient approximation này, approximate gradient này. Thì vì cái gradient á, nó không phải là hai con số để mà mình so nhau là nó bằng nhau là được, bởi vì nó là hai cái ma trận, tức là hai cái vector hoặc hai ma trận rất là lớn. Thành thử ra là mình không phải là so sánh thông thường được, mà mình phải có những cách tính, đó là mình sẽ tính norm của hai cái ma trận trừ nhau đó, để rồi mình tính ra theo cái công thức này để mình ra được cái difference giữa hai cái gradient đó. Thì nếu như cái difference nó nhỏ ở một cái threshold nào đó thì có nghĩa là cái cách tính gradient theo back propagation của mình là chính xác. Nó nôm na là như vậy. Trong bài mình sẽ đi cụ thể hơn. Rồi. Với n dimensional thì sao, đúng không? Thì cũng tương tự như vậy. Ok. Thì nó giúp mình có cái cách để mình đi bớt được trong quá trình mình làm một cái mô hình học sâu, mình có thể cái mình tính gradient sai mình đâu có biết được đâu. Thì mình phải có cái cách để mình kiểm tra. Yeah. Thì như vậy là mình đã xong cái tuần 1, đúng không? Biết được rất là nhiều thứ. Thì cái tuần thứ 2 á, mình đi chuyên về optimization nha các bạn. Optimization algorithm, những thuật toán tối ưu. Thì cơ bản nó là những cái cách thức khác nhau
gọi là những cái biến thể của gradient descent thôi. Thì gradient descent mình biết rồi, nó đi nó lại hoài, đó là mình dùng cái cost function. Mà cost function là tính dựa trên là cái sai lệch giữa cái dự đoán của model với cái bộ label, tức là cái ground truth label, để mà mình tính ra cái cost function. Từ đó mình tính ra cái đạo hàm của cost function đối với cái parameter của model, để mình dùng cái đó mình update cái bộ parameter, giúp cho dần dần cái cost function giảm xuống thì mình sẽ train được model xong, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là với cái cách thức mà gradient descent gọi là truyền thống, tạm gọi như vậy đi, thì mỗi lần mình muốn tính cái cost function đó, là mình phải tính trên toàn bộ dữ liệu huấn luyện luôn. Ví dụ mình đang huấn luyện một cái mô hình, giả thử là computer vision, phân biệt hình ảnh đi, mình có một bộ dữ liệu có 5 triệu cái hình. Như vậy với cái cách mà gradient descent truyền thống là mình phải lần lượt mình đưa 5 triệu cái hình đó vô để mà nó tính ra cái dự đoán, rồi nó so sánh hoặc là tính cost function dựa trên cái sai lệch giữa cái dự đoán và cái label, để rồi mình mới tính trung bình lại hết để mình ra cái cost function trên toàn bộ 5 triệu cái hình đó. Thì rõ ràng tính như vậy rất là lâu, mà tính lâu được như vậy mới ra được một cái giá trị làm cost function, hoặc là mới ra được một cái gradient để mình dùng đó mình update cho parameter, là mới chúng mới chỉ có một bước à. Mà đâu phải mình chỉ update một vài bước là mình huấn luyện xong đâu. Mình biết rồi, để mà update cái parameter thì mình đâu có được update nhiều. Mình sẽ bị khống chế bởi cái tham số mà hyperparameter alpha đó. Mình chỉ cho nó update một cái chút xíu thôi, để mỗi lần như vậy nó update chút xíu vậy qua nhiều lần, thì cái bộ parameter nó mới dần dần tạo thành một cái bộ parameter mà nó giúp cho cost function nó hội tụ. Như vậy mỗi một lần mình update mình phải tính trên toàn bộ 5 triệu cái hình thế này thì rất là lâu. Do đó là người ta sẽ thay nó bằng cái phương pháp gọi là minipack gradient descent. Thì một cách nôm na đó là thay vì tính cost function trên 5 triệu cái hình thì thôi, người ta chia ra mỗi một bộ 32 cái 64 cái hình, để rồi đưa vô tính cost function, thì mình coi như là mình ước lượng cái cost function, cũng như là mình tính ra ước lượng cái gradient, thì mình dùng cái đó mình update cho nó nhanh. Thành thử ra là mặc dù cái gradient nó có thể không chuẩn chỉnh lắm, nhưng mà vì mỗi lần tính nó nhanh hơn, mình update được nhanh hơn, giống như mình đi được nhanh hơn, thì mình sẽ giúp giảm cái thời gian huấn luyện xuống. Thì qua cái bài sau là mình sẽ hiểu, ví dụ như ở đây đó, với background descent thì việc mình tính cost function cũng như mình tính gradient trên toàn bộ dữ liệu luyện nó giúp cái giống như mình xác định cái hướng chuẩn nhất để giúp cho thay đổi parameter theo cái hướng đó, thì sẽ giúp cho hàm J nó giảm xuống nhanh nhất, nó convert nhanh nhất. Cho nên cái đường mà khi mình vẽ ra mà nên cái cost theo cái iteration trong lúc huấn luyện thì nó đi rất là trơn tru như thế này. Nhưng mà mặc dù là trơn tru, nhưng mình đã nói rồi, nó sẽ rất là lâu, bởi vì rất lâu nó mới tính ra một cái lần gradient. Còn cái minipack gradient descent, bởi vì là mình giống như mình đang tính ước lượng cái gradient, cho nên là nó có thể nó không đúng, dẫn đến là hàm cost function khi mà mình in ra thì nó nhảy gì này. Nhưng mà về cuối cùng thì nó cũng convert về cực tiểu thôi, nhưng mà nó nhanh hơn là so với back gradient descent. Thì sau đó mình sẽ xem thử là mình nên chọn một cái minipack size như thế nào, mình nên chọn 32 hay 64 hay là bao nhiêu đó. Thì qua đó mình còn biết thêm một cái nữa, nó còn một cái cực nữa, một cái cực ở bên đây là back gradient descent khi mình tính cost hoặc tính gradient trên toàn bộ dữ liệu huấn luyện. Ở giữa nó là minipack gradient descent khi mình tính trên một bộ, ví dụ như 64 128 cái data sample. Nhưng còn cái cực ở bên đây là mình tính trên một cái thôi, trên một cái dữ liệu huấn luyện thì nó gọi là stochastic gradient descent. Đó, thì các bạn thấy cái đường màu xanh này nè, màu xanh dương nè, nó có vẻ thẳng hơn, thẳng nhất trong ba đường này. Thì nó là cái đường mà thể hiện cho cái gọi là back gradient descent. Back ở đây là nếu mà người ta không nói về mini back, hoặc là người ta nói về back, thì cơ bản là đang nói về chuyện là tính gradient descent trên toàn bộ dữ liệu luyện xong một lần rồi mới lấy cái đó update. Còn cái đường màu xanh sẽ là cây là mini back. Còn cái đường màu tím này mà nó rất rắc ở cái mức độ rất là cao nè, thì ở đây nó gọi là stochastic gradient descent. Thì thằng minipack nó trung trung, nó giữa hơn, nó không có quá rất sắc như thằng stochastic, nhưng mà nó cũng thẳng như thằng gradient descent. Thì một cái hình ảnh có thể tương tự giúp mình dễ hiểu hơn về ba cái kiểu này á, là với cái gọi là back gradient descent á, cái thằng màu xanh dương này nè, thì nó giống như
mình biết rằng grid descent là nó sẽ nôm na giống như hình ảnh mình một cái người đi từ trên cao, mà khi họ muốn đi xuống dưới đáy của thung lũng thì họ phải tìm ra cái hướng tốt nhất, đúng không, giúp họ đi nhanh nhất. Thì cái gradient đó, nó giúp mình tìm ra cái hướng đó. Tuy nhiên nếu như mà với back gradient descent đó, là khi mà mình tính cost trên toàn bộ dữ liệu huấn luyện để mình mới bắt đầu mình update, thì nó giống như là mình xác định cái hướng chuẩn nhất vậy đó. Cái hướng mà sẽ là độ dốc cao nhất giúp mình đi xuống nhanh nhất. Nhưng mà với cái mini back gradient descent thì bởi vì mình chỉ tính cho một cái bộ thôi, cho nên nó không chính xác. Cơ bản nó giống như là mình ước lượng, mình đoán đại một hướng, mình biết là vẫn đi theo cái hướng là dốc xuống, nhưng mà mình có thể là mình không có tìm một cái đường chính xác hoặc là hướng một cách chính xác một cách tuyệt đối, mà mình cứ bước đại theo một cái vài hướng nào đó theo cái hướng đó thôi. Thì đó là mini batch. Còn stochastic thì còn là chọn bừa hơn nữa, vẫn là nôm na là mình vẫn biết là phải đi về cái hướng này, nhưng mà không có đợi mà tìm chính xác được là ở trong 360 độ đó thì phải đi đúng cái hướng nào, mà mình cứ gọi là chọn bừa một hướng về cái hướng đó một cách chung chung thôi. Thì cái ông mà gradient descent, ông phải trong lúc mà phải chọn chính xác cái hướng để mà đi thì phải đợi lâu, tức ông phải ngồi ông đứng ông suy nghĩ lâu rồi ông mới bước một cái bước mà về một cái hướng mà tuyệt đối đúng. Còn cái ông, mấy ông kia thì suy nghĩ nhanh hơn, bước nhanh hơn, dẫn đến là cái kết quả là cái ông mà màu xanh hoặc là màu xanh tím này sẽ là xuống dưới đáy thung lũng là nhanh hơn là cái ông màu xanh dương này. Rồi mình sẽ học qua về cái exponential weight average. Nó nôm na vậy nè, mình có một cái bộ dữ liệu về cái những cái sự thay đổi về nhiệt độ qua các ngày khác nhau đó, mấy cái chấm màu xanh xanh này nè. Vậy thì nếu như mình vẽ một cái đường để mà mình thể hiện cái gọi là nhiệt độ trung bình đó, thì nó sẽ ra cái đường màu đỏ vậy nè, nó zig zag gì nè, đúng không, đi lên đi xuống, và nó có những cái khoảng lên khoảng xuống rất là đột ngột. Ok, vậy thì người ta mới có một cái cách để mà người ta làm mềm cái đường đó đi để mà vẽ ra được cái đường màu xanh này, đường màu xanh lá cây này. Thì một cách nôm na ngắn gọn cái công thức nó vậy nè. Cái theta là nhiệt độ của mỗi ngày, đúng không, ghi nhận mỗi ngày nè, 4 độ 9 độ thì nó có thể thay đổi rất là lên xuống, nó rất là thất thường đó, những cái chấm màu xanh đây nè. Vậy thì để mình vẽ cái đường trung bình á, mà cái đường gọi là màu hoặc màu đỏ hoặc là màu xanh á, thì mình có thể làm cứng nó hoặc làm mềm nó. Ở đây cứng có nghĩa là mình cho nó có một cái độ rích rắc là nhanh nhạy hơn, kiểu như nhiệt độ mà nó tăng á, là cái đường màu đỏ nó đi lên liền, được nhiệt độ mà ngày hôm sau nó giảm á, là đường màu đỏ nó cũng giảm theo liền, nó nắm bắt kịp thời cái sự thay đổi trong dữ liệu hơn. Còn mình có thể làm mềm nó bằng cách mình vẽ cái đường màu xanh, làm sao là kiểu như nhiệt độ nó tăng rồi nhưng mà đường màu xanh nó chưa nắm bắt kịp, thành thử ra nó vẫn lên thôi, nhưng mà nó lên từ từ thôi. Rồi giả sử nó xuống, cái nhiệt độ nó xuống, mấy cái chấm màu xanh nó xuống ấy, thì cái đường màu xanh nó vẫn chưa nắm bắt kịp, để nó rồi nó vẫn xuống từ từ thôi, thay vì nó xuống cái một như là cái đường màu đỏ. Thì người ta làm như vậy bằng cái công thức này đó. Thì kiểu như là tại một cái điểm, không, ví dụ như tại khi mình vẽ một cái đường ra thì mình vẽ một điểm, rồi mình vẽ điểm thứ hai, thì để mình vẽ cái điểm thứ hai á, thì thay vì mình lấy luôn là cái nhiệt độ của cái ngày hôm đó, thì bây giờ mình lấy một phần của cái điểm trước đó và một phần của cái nhiệt độ ngày hôm đó thôi. Tức là mình chỉ gọi là phản ánh hoặc là mình bắt kịp một phần của cái sự thay đổi nhiệt độ trong mỗi ngày thôi. Thì nếu mình beta mình cho lớn nè, thì có nghĩa là mình sẽ lấy nhiều phần của nhiệt độ ngày trước đó, thì dẫn đến là mình chỉ lấy ít phần của cái sự nhiệt độ thay đổi của ngày hôm nay thôi, dẫn đến là mình sẽ có một cái đường beta. À, xin lỗi các bạn, cái đường màu xanh dương, màu xanh lá cây, đường xanh lá cây, nó gọi là nó bị trễ nải hơn, nó bị gọi là ít bắt kịp với những cái sự thay đổi thực tế hơn, nhưng mà dẫn đến là nó cũng sẽ mềm hơn. Còn nếu mình để beta nhỏ, thì beta nhỏ thì giống như là ngay ngày hôm nay nhiệt độ nó lên đó, là mình lấy một cái, mình nắm bắt cái phần mà thay đổi nó nhiều hơn, rồi ngày mai nhiệt độ nó xuống đó, thì mình cũng cập nhật cái sự xuống đó, nó nhanh hơn, nó nhiều hơn liền, dẫn đến là mình sẽ vẽ được cái đường kiểu như màu đỏ này. Những cái chấm mà nó lên thay đổi lên đó, là mình cái đường màu đỏ nó phản ánh được liền, rồi mai nó xuống đó, thì đường màu đỏ nó xuống nó phản ánh liền, nó không phải như màu xanh là giống như bị ù lì hơn chút.
nên nó phản ánh chậm hơn so với sự thay đổi nhiệt độ, nhưng mà dẫn đến là nó mềm hơn. Thì những cái này nó sẽ giúp mình hiểu những cái kỹ thuật optimizer khác mà hay hơn sau này, như là OMS Prop hoặc là ADAM mà mình rất hay dùng trong Neural Network. Rồi Bias Correction thì nói chung là mình sẽ dùng những cái hiểu biết về cái Exponential Weight Average này để từ đó mình hiểu về cái gọi là Green Descent with Momentum, hay là RMS Prop, hay là ADAM, và thậm chí là những cái khác nữa. Thì về cơ bản là những cái phương pháp này nè, gọi là những cái optimization đó, nó cũng là Green Descent, chứ không phải là cái gì đó khác Green Descent, nhưng mà nó cải thiện cái Green Descent. Cũng giống như ở trên mình biết rồi, Green Descent nếu mà gọi là ngon lành nhất đó, là mình phải làm sao mình đi theo cái hướng mà do gradient mà tính trên toàn bộ dữ liệu đó, nó chỉ ra. Thì bởi vì như vậy chính là cái hướng mà giảm cái cost nhanh nhất, giúp mình convert về cực tiểu nhanh nhất. Nhưng mà thực tế tính như vậy thì nó lâu, đúng không? Tính vậy nó không có khả thi. Nên nó mới phải sinh ra những cái cách như là Minibug Gradient Descent hay là Stochastic Gradient Descent. Vậy thì những cái phương pháp kia nó sẽ cải thiện cái này, nó sẽ gọi là giúp cho những cái phương pháp như là Stochastic Gradient Descent hay là Minibug Gradient Descent nó cải thiện thêm chút xíu nữa, bằng cách là làm sao đó để mà nó hạn chế gọi là cái độ zig zag, mình tạm gọi là cái độ zig zag trên cái đường đi này nè, mà nó đi tập trung hơn, nó đi một cách gọi là đúng cái hướng mà nó cần đi hơn. Thì những cái phương pháp như vậy á, nó giúp cải thiện những cái vấn đề stochastic. Từ đó là nó sẽ giống như cái hình này đó, vẫn là mình đang sử dụng Minibug Gradient Descent hoặc là stochastic đi, thì cái đường màu xanh dương này nó sẽ zig zag như vậy, đúng không? Nó sẽ thể hiện cái gọi là cái sự bừa bãi trong việc mình chọn cái hướng đi. Nhưng mà những cái như là momentum thì đó, thì nó sẽ giúp cho thay vì cũng zig zag, nhưng mà nó bớt zig zag ở những cái hướng đó lại, mà nó sẽ giống như mình có một cái viên bi, mình thả nó xuống một cái lòng chảo, mà ban đầu mình cho nó một cái hướng mà ngang á, thì các bạn sẽ nhớ là nó sẽ zig zag thế này, nó mới xuống dần vậy nè. Thì giả sử như mình có một cái momentum, tức là mình đẩy cho nó một cái động lực ban đầu về cái hướng mà mình hướng nó tới, về hướng tâm, thì nó sẽ bớt zig zag hơn, nó đi gọi là nó đi êm hơn, và từ đó nó xuống nhanh hơn. Thì đó chính là việc mà mình sử dụng những cái như là weight average, exponentially weight average, để mà mình cải thiện cái optimization, cải thiện cái green descent. Rồi thì mình sẽ biết về cái gọi là learning rate decay, tức là nói chung là giảm cái learning rate dần dần, thay vì xài một cái fixed learning rate thì cái này mình cứ giảm dần cái learning rate. Mục đích là sao? Bởi vì cái đường đi nó zig zag vậy nè, đúng không? Cái đường đi nó zig zag vậy nè, dẫn đến là hiện tượng là nó về tới cái điểm mà gần cái điểm cực tiểu rồi, nhưng mà nó vẫn cứ loanh quanh quanh cái điểm này nè, và nó loanh quanh ở quanh một cái điểm mà một cái khoảng rộng xung quanh cái điểm này, chứ nó không có dừng lại tại đây. Thì learning rate decay á, mình kiểu như là khi mà mình bước, đúng không, ở đây ví dụ như là mình bước những cái bước dài đi, nhưng mà khi mà gần về đích rồi đó thì mình bước bước ngắn lại. Thì nhờ mình bước những bước ngắn lại như vậy á, giống như đường màu xanh lá cây nè, thì mình cũng loanh quanh, nhưng mà mình sẽ loanh quanh một cái điểm gần hơn so với lại là cái đường màu xanh lá cây ở xanh cho trời này, dẫn đến là mình ở gần cái điểm mà cực tiểu hơn. Thì learning rate decay nè, sử dụng công thức nè, cơ bản là mình giảm dần dần cái alpha xuống thôi. Trong quá trình training đó mình giảm alpha xuống, thì có cái công thức của nó, theo một cái công thức giảm nào đó, thì nó sẽ có nhiều cái công thức, và tùy là cách mình có thể thử cái này tốt hay cái kia tốt. Rồi mình sẽ biết về những cái gọi là problem of local optima. Đại khái là giống như ngày xưa người ta cứ hình dung rằng trong không gian mà high dimensional space thì nó lởm chởm những cái local optima, giống như là những cái hố cục bộ màu mà cái điểm người ta đánh dấu là những cái điểm màu xanh này, mà cái điểm mà cực tiểu mình cần xuống là cái hố lớn ở dưới đây nè, đúng không? Thì người ta sợ rằng mình sẽ gặp nhiều cái local optima để rồi mình hội tụ tại đây, chứ mình không có xuống được cái điểm cực tiểu, không có xuống được cái đáy thung lũng. Nhưng mà trên thực tế thì thật ra nó không phải là vấn đề, bởi vì trong không gian mà high dimensional space thì
kiểu như là vì nó có quá nhiều là cái chiều không gian đi, cho nên là nó không phải có những cái hố kiểu cục bộ như vậy, mà thường là nó nhìn thì có vẻ giống như một cái hố cục bộ, nhưng mà thật ra nó lại là cái kiểu giống như là một cái saddle point này, như một cái kiểu hình lưng ngựa này. Nó vẫn giống một cái hố nhưng thật ra nó vẫn có cái đường thoát xuống. Khi mà model nó hàm dây nó về tới đây á, thì không phải là nó không có đường xuống, không phải là như cái này, nó vẫn là một cái saddle point thôi, tức là vẫn có một cái chiều nào đó để giúp model tiếp tục đi xuống. Ví dụ như đây, thấy chưa? Nó tiếp tục có thể vẫn đi theo cái đường này, nó đi xuống tiếp, nó thoát ra khỏi cái saddle point này. Do đó là cái local optima là ngày xưa người ta lo như vậy, người ta quan ngại rằng việc mà dùng grain design nó sẽ dẫn đến là hầm dây nó mắc kẹt ở những cái local optima này. Tức là người ta quan ngại rằng cái dùng grain design để mà tìm cái điểm cực tiểu của dây nó không hiệu quả. Nhưng mà thực tế là không phải vậy. Nhưng mà không sợ local optima nhưng mà lại sợ cái vụ là plateau. Plateau là giống như một cái vùng, một cái lưng ngựa, cũng là một cái dạng saddle point nhưng mà một cái lưng ngựa rất là rộng, có cái độ dốc rất là thấp. Thì kiểu như là model nó sẽ vẫn đi xuống nhưng mà nó xuống rất là chậm, dẫn đến thời gian training rất là lâu. Thì đó mới là cái mà ta gặp trong thực tế. Thì cái vấn đề này được giải quyết bằng những cái thuật toán như ở trên momentum rồi Adam rồi đó. Như vậy đây là đã hết cái phần bài giảng của cái tuần 2 rồi đó. Thì cái assignment này mình sẽ làm mấy cái ở trên đó, mấy cái optimization method khác nhau vậy đó. Thì đầu tiên mình nhìn cái bức tranh này nè. Như mình hay nói là nôm na là một cái người đi từ một vùng cao nguyên muốn đi xuống một cái thung lũng, để là hình ảnh của cái việc mình train một cái model để giảm cái cost function xuống, đúng không, đến mức cái tối thiểu. Thì thông qua đó là mình nhờ cái grain design để mình xác định cái hướng nào là cái dốc nhất, để mà mình đi cái hướng đó thì mình sẽ xuống nhanh nhất. Thì nó giống vậy đúng không? Tất nhiên là trong không gian mà nhiều dimension hơn á, thì mình sẽ không hình dung được, nhưng mà cơ bản nếu mà gọi là hiểu nôm na như giống như là không gian nào thì cũng vậy thôi. Thì không gian 2D thì 3D thì nó là vậy nè. Đó, thì bạn thấy nó vẫn có những cái hố nè, thấy không? Khi mà người ta nói đến cái chuyện là local optima là những cái hố kiểu vậy đó. Cái ông này ông đi từ đây thì để mà ông đi được gọi là xuống được dưới đây á, thì ông phải kiếm cái hướng nào mà nó dốc nhất ông đi chứ. Thì nhờ vào đó ông mới đi xuống nhanh nhất được. Để cái gradient descent á, chính là tính ra gradient là tính cái hướng đó để ông đi. Nhưng mà có thể là mình không xuống được dưới đây mà mình lại vô một cái hố nào đó cục bộ, ví dụ như ở đây, hoặc là mình trải qua một cái plateau, là một cái giống như là cái sườn dài thiệt dài mà mình chỉ xuống rất là chậm thôi. Thì như nãy mình nói rồi, local optima thì về cơ bản là mình cũng không có phải quá lo ngại, bởi vì thường là nó luôn có một cái đường nào đó để nó thoát ra khỏi những cái hố cục bộ đó. Mà cái sợ là sợ những cái plateau này nè, những cái sườn dốc dài mà nó cái độ dốc nó thấp đó, khiến cho mình phải đi rất là lâu mình mới xuống được. Nó thì cái hình ảnh này nó rất là gần gũi với cái chuyện mà gradient descent đó. Thế thì ở trong cái assignment này mình sẽ thực hiện qua mấy cái vụ mà stochastic gradient descent, hoặc là mini-bucked gradient descent, hoặc là momentum RMS prop, hoặc là ADOM, đúng không? Thì gradient descent cơ bản là mình sẽ tính hàm cost, tạo hàm cost đối với từng parameter của model. Cái model nó có mấy trăm, là mấy ngàn, hoặc là thậm chí cả hàng trăm ngàn, hàng trăm triệu luôn cái parameter. Ví dụ như những mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình nó rất là nhiều parameter. Thì thật ra là việc huấn luyện mô hình chính là việc tính ra cái cost function đối với từng parameter trong mấy trăm triệu cái parameter đó, để rồi dùng cái đó để update cái giá trị của param. Và sau nhiều lần như vậy, cái cost nó giảm xuống cực tiểu, là có nghĩa là mô hình đã học được rồi đó. Nó đã học được cái gọi là cái quy luật, những cái pattern, những cái xu hướng, những cái thông tin, những cái kiến thức ở trong cái bộ dữ liệu đó. Rồi, thì ví dụ như là đầu tiên là mình làm một cái function để mà update cái parameter với cái gradient mà mình tính, đúng không? Với cái đạo hàm mà mình tính. Thì các bạn thấy nè, ví dụ như một cái mô hình nó có nhiều layer, đúng không? Mình đang nói một mô hình deep learning nó có nhiều layer, nó có hàng chục, hàng trăm layer. Mỗi layer nó sẽ có một cái bộ parameter, một cái bộ WB. Thì cơ bản là quá trình huấn luyện là mình đưa cái dữ liệu đầu vào là dữ liệu huấn luyện, để model nó dựa trên những cái gọi là những parameter mà ban đầu nó chưa học được gì hết, là những con số ngẫu nhiên thôi đó. Nó tính ra cái dự đoán. Cái dự đoán xong rồi nó so sánh với label để tính ra cái sai lệch là cost function. Rồi dựa vào cost function nó tính ra đạo hàm của cost function đối với các cái parameter của các cái layer đó. Và bắt đầu lấy cái gradient đó, tức là cái đạo hàm đó, mình cập nhật cho từng bộ parameter của từng layer. Nên mình thấy đây nè, người ta lướt qua từng layer nè, thấy không? Từng layer, ví dụ như có 10 layer trong neural network đi, thì người ta lướt qua từng layer
với mỗi một layer thì người ta lấy cái bộ WB của nó ra nè, và người ta cập nhật nó lại bằng một giá trị mới, mà giá trị mới này là giá trị cũ trừ đi cho một cái learning rate, là một cái bước, một small step đó. Bởi vì mình như đã biết rồi, mình tính ra cái gradient, tức là mình tính ra cái hướng và mình muốn đi theo cái hướng đó, nhưng mà mỗi lần mình đi theo hướng đó mình đi một bước nhỏ thôi, chứ mình muốn nhảy một cái ào thiệt là xa theo cái hướng đó, bởi vì có thể nó sẽ khiến mình đi lố qua cái vị trí mình cần tới đó. Vậy thì việc mà bước từng bước nhỏ nó chính là thể hiện bằng cái việc là dùng cái learning rate nè, rồi mình mới nhân với cái đạo hàm để mà rồi mình dùng nó để mình dùng cái parameter giá trị cũ mình trừ đi chút xíu để mà mình set lại cho cái W và B đó, nó làm qua hết cái layer luôn, có nghĩa là mình update parameter cho toàn bộ các layer của cái neural network luôn đó. Thôi vậy thôi, đâu có gì đâu không. Rồi mình xem thử là gì đây. Vậy thì bây giờ qua đây mình mới coi thử là cái nãy á là cái hàm để mà update, đúng không, để mà update cái parameter. Thì bây giờ xem thử là cái gradient này. Thì cái gradient á, nếu mà tính theo cái phương pháp gọi là truyền thống á, gọi là batch gradient descent á, thì nó sẽ là như nãy mình nói, nó tính cost function trên toàn bộ cái bộ dữ liệu huấn luyện luôn. Ví dụ bộ dữ liệu huấn luyện có 100.000 cái hình đi, thì mình phải tính cost function trên 100.000 cái hình đó luôn. Cho nên các bạn thấy nè, cái M là cái shape của cái ma trận X, là cái bộ dữ liệu huấn luyện nè. Thì mình thấy ở đây là nó đưa cái X nguyên cả cái ma trận X vô luôn nè, trong cái flux chỉ lệnh là forward propagation nè, để mà tính ra là cái gì, nó tính ra cái dự đoán nè, rồi bỏ với label vào trong cái function compute cost để mà tính ra cost function nè, để mà biết được là sai hay đúng bao nhiêu nè. Thì từ đó mình mới có cái gọi là bỏ vô trong phần back propagation để tính ra cái gradient nè. Như vậy thì dùng mấy gradient nó bỏ vô đây để cái function hồi nãy đó update cái parameter nè. Như vậy là cái dùng cái gradient này á chính là cái gradient hoặc là cái đạo hàm của hàm cost đối với các parameter, nhưng mà cost là tính trên toàn bộ, không, toàn bộ dữ liệu, thì chính là back gradient descent. Thì mình mới qua cái gọi là stochastic gradient descent thì cũng y như vậy, nhưng mà thay vì tính cost trên toàn bộ dữ liệu luyện á, thì mình chỉ tính cost trên từng mẫu dữ liệu luyện thôi. Có nghĩa là mình chỉ tính, mình lấy cái hình thứ nhất ra, mình đưa dự đoán, mình tính ra sai lệch, mình tính đạo hàm, thì mình lấy cái đó mình update luôn. Còn ở đây á, là nó đưa vô cả 100.000 cái hình để dự đoán ra 100.000 cái kết quả dự đoán, rồi mới so với 100.000 cái label để mà ra được cái cost của 100.000 cái hình và tính trung bình lại để ra cái cost trên toàn bộ cái bộ dữ liệu luyện, rồi mới tính cái đạo hàm, dựa trên cái cost đó mới tính đạo hàm của hàm cost đối với các parameter, rồi mới dùng cái đó update cho các param. Thì nó lâu, thì ở đây á các bạn thấy nè, thay vì á là bỏ nguyên cái x vô, đúng không, bên đây là bỏ nguyên cái x vô nè, bỏ nguyên cái ma trận x là toàn bộ bộ dữ liệu luyện vô nè, thì ở đây người ta chỉ là lần lượt lấy cái j trong gọi 100.000 thì lấy cái thứ nhất ra nè, đó, bỏ vô cái hình thứ nhất vô thôi, dự đoán, rồi xong lấy dự đoán so với cái label của hình thứ nhất, tính ra cost xong rồi bỏ vô cái tính ra cái gradient và lấy cái gradient update luôn. Như vậy vì mình chỉ tính toán cost hay là tính toán gradient dựa trên một cái hình thôi, một cái bộ dữ liệu luyện thôi, cho nên là làm lẹ hơn nhiều đó. Thì cứ mỗi lần vậy rất là nhanh, và mình update parameter nhanh hơn, cái tần suất update nhanh hơn là cái kia nó tính lâu, nó mới update một lần, tính có thể là 5-7 phút, hoặc là có thể lâu hơn mới update một lần. Còn ở đây nó chỉ mất vài giây, là nó, hoặc là thậm chí vài mili giây thôi, là nó update một lần. Thành thử ra là nó thời gian huấn luyện nó nhanh hơn nhiều. Nó hiểu năm nay thì mình mới thấy lại là với cái gradient descent á, mà phương pháp và truyền thống á, thì cơ bản nó giống như nó xác định cái hướng đi mà chuẩn chỉnh nhất. Thành thử ra là giống như thằng cha ở trên cái hình này, là thay vì á mình nhắm là cái đường ở dưới đây sẽ là xuống dưới rồi á, thì mình cứ nhắm bừa một cái hướng nào đó đi, rồi mình cứ đi theo đó bước nhanh lên. Thì cái ông này ông đứng suy nghĩ, ông tìm ra cái hướng nào là độ dốc cao nhất ta, ông suy nghĩ cả một tiếng đồng hồ mới bước một bước, rồi ông đứng tới vị trí đó rồi ông lại suy nghĩ thêm một tiếng đồng hồ nữa, ông tính ra cái bước thứ hai là đi theo hướng nào là chuẩn nhất, cho nên ông mất cả buổi ông mới tới đây. Còn một cái người khác cũng đứng đây, nhưng mà ta nhắm là thì cái phần này chắc là sẽ hướng xuống dưới nè, cho nên ta cứ bước đại đi, cứ bước đi, không cần phải tính lâu, cứ nhắm khoảng 10 giây là bước theo hướng đó đi, thì kết quả là có thể ông đi một con đường dài hơn, nhưng mà ông lại về đích sớm hơn. Đó, thì cái hình ảnh của nó là y chang vậy nè. Đó, các bạn thấy không? Thì cái mini back gradient descent thì nó trung hòa giữa cái việc là một tính trên toàn bộ bộ dữ liệu luyện,
và một cái thì nó tính chỉ trên một cái dữ liệu lượng thôi. Thì cái Minibug nó kết hợp cả hai, tức là bây giờ thay vì vậy thì tính trên một tạp 28, 32, 64, 128, 256 thì nó sẽ tận dụng được cái vectorization. Thì như ở trên mình đã nói rồi ha. Đó thì các bạn thấy nè, thông thường thì mình sẽ có cái kết quả nhanh hơn khi mà mình không dùng trên toàn bộ dữ liệu luyện hoặc là một, mà mình thực ra mình sử dụng cái Minibug Gradient Descent, nó sẽ giúp là lẹ hơn, tốt hơn. Ở trên mình đã biết cái Back Gradient Descent rồi đúng không, tính trên toàn bộ dữ liệu. Rồi Stochastic là tính trên từng mẫu dữ liệu. Thì thật ra cái tốt nhất là dùng cái Minibug. Thì đây, thì trước khi mà Minibug thì mình phải làm gì? Mình phải shuffle nó lên. Thì đại khái là bộ dữ liệu nè, ban đầu nè, nó có x1. Các bạn chú ý ở đây là người ta để mỗi cột là một mẫu dữ liệu nha, tức là một cái bộ dữ liệu luyện, giống như mỗi cột là một cái hình đó, chứ không phải là một một hàng. Cho nên là đây là cái cột của hình thứ nhất nè, rồi cột hình thứ hai nè, rồi thứ m-1 nè, m nè. Thì đầu tiên là người ta sẽ shuffle nó, xáo trộn nó để nó thành ra là cái thứ 5, cái thứ 16 đó. Nói chung là shuffle là xào bài lên đó. Sau đó mình mới bắt đầu là mình chia nó ra thành từng, gọi là từng bát. Từng bát giống như từng gói vậy đó, từng gói 64 cái ha? Mỗi cái 64 cái. Thì con số 64 này là mình có thể chọn, nó là một cái dạng gọi là hyperparameter, để mà mình có thể phải thử nhiều cái xem là cái nào sẽ đang mang lại hiệu quả tốt nhất. Giống như 32, thử 32 có tốt hơn hay không, 64 tốt hơn hay không, 128 hoặc là 256. Thì thường người ta chọn những cái con số để thử là cái lũy thừa của hai. Thì tất nhiên là một bộ dữ liệu lúc nào nó đâu thể nào mà nó chẳng trò gì đâu, cho nên là thường cái cuối cùng nó có thể ít hơn, đúng không? Nhưng không sao cả. Đó thì nói chung là mình sẽ viết một cái function để mà mình thực hiện cái việc gọi là shuffle lên, đúng không? Rồi mình mới lấy ra từng cái bộ 64 cái, 32 cái. Đó. Thì mình sẽ làm như thế nào? Thì trong phần chi tiết thì mình sẽ cùng nhau mình làm. Xong mình sẽ gọi là thử làm cái kiểu gọi là gradient descent with momentum. Thì nhờ việc mình đã hiểu cái vụ mà hồi nãy á, cái gọi là exponentially weighted average á, thế là mình bây giờ mình có thể biết cách làm cái vụ momentum này luôn. Thực ra nếu mà những khoa học khác thì mình chỉ xài thư viện, mình chỉ khai báo cái optimizer á, là ADAM hoặc là RMS prop, mình đâu có biết bên trong nó hoạt động sao đâu. Còn với khoa học này á, là mình biết cách để làm cái chuyện đó, và from scratch mình viết một cái function để mà làm chuyện đó. Để các bạn thấy cái công thức nè, mình hoàn toàn có thể hiểu được là nó tại sao lại như vậy, đúng không? Thì cơ bản giống như nãy đó, mình quay lại chút xíu chỗ nãy là mình hiểu liền. Đây, giống như cái đường mà màu cam, cái đường màu đỏ, đường màu vàng, đường màu xanh mà nãy mình nói chuyện đó. Đây, bạn thấy không? Hồi nãy mình đã xem cái công thức này rồi nè. Đó, bây giờ mấy cái theta là mỗi ngày hôm nay 40 độ, ngày mai 49 độ, ngày mốt là 45 độ, đúng không? Thì nó thay đổi đột ngột, nó có những cái khoảng tăng, khoảng giảm. Vậy thì nếu như mà mình là cái đường màu đỏ để mình phản ánh cái sự tăng giảm đó, vậy thì mình sẽ vẽ nó là ngày hôm nay là 40, ngày mai tôi cho nó luôn luôn là 41, ngày mốt tôi lại giảm xuống là còn có ngày hôm nay 40, ngày mai 49, ngày mốt là 45, cho nên tôi sẽ có một cái đường dọc cục kiểu này, đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi muốn nó mượt hơn á, vậy thì tôi vẽ nó là ngày hôm nay 40, đúng không? Ngày mai á tôi khoan hãy lấy 49, mà tôi lấy 10% của cái 49 thôi, nhưng mà tôi vẫn giữ 90% của cái 40. Thì cái mình tính nhẩm nè, 10% của cái 49 là nhiêu? Là 4,9. 90% của cái 40 là 36. Là 36 cộng với 4,9 thì sẽ ra được là 40,9. À với cách này á, thì ngày hôm nay 40, ngày mốt nó có 40,9 thôi. Thì có nghĩa là nó phản ánh cũng là nhanh. Xin lỗi các bạn, cũng phản ánh là sự tăng. Nhưng mà nó phản ánh một cái sự tăng nhẹ thôi. Bởi vì tôi không có lấy hết cái sự tăng. Ngày hôm nay 40, sự thật là ngày mai 49, nhưng mà tôi phản ứng chậm hơn, tôi chỉ tăng một khoảng là có thành ra 40,9 thôi. Cho nên là nó sẽ mượt hơn, nó bị trì hoãn. Nó bị trì hoãn giống như là mình có một thằng bạn, nó nói mình: "Ê, có một cái thông tin nóng, có một thông tin nóng, có một cái gì đó nó xảy ra rồi và nó biết trước rồi. Nhưng mà mình bị delay, bị sao đó, mà ngày 2 ngày hôm sau mình mới biết." Đó. Thì nó tương tự như vậy. Thì thằng này, thằng màu đỏ nó giống như là một cái thằng nhanh nhẩu, có thông tin gì nó biết liền, đúng không? Có một cái thông tin về một cái ca sĩ gì đó là nó biết liền. Nhưng mà cái thằng màu xanh á là phải một tuần sau nó mới biết. Cho nên là nó phản ứng chậm hơn. Nên cái đường màu xanh là mình thấy nó bị shift, nó bị dịch qua bên phải, dịch về đằng sau so với đường màu đỏ nè.
nhưng mà nó sẽ lại mượt hơn là cái đường màu đỏ. Thay vì là mình lấy hoàn toàn thì mình sẽ là hôm nay 40, ngày mai 49, nó tăng bọt lên. Nhưng mà mình lấy beta bằng 90% thì hôm nay 40, ngày mai chỉ là 40,5 thôi. Ngày mốt thì có thể là nó cũng sẽ giảm, nhưng mà mình chỉ nó chỉ giảm sơ sơ thôi. Có nghĩa là mình sẽ làm mềm cái đường nó để thể hiện cái đường màu xanh nè. Nó phản ánh cái quy luật tăng giảm, nhưng mà nó phản ánh chậm hơn. Nó bị delay, nó bị gọi là giống như một kẻ ngái ngủ gì đó. Cho nên là nó phản ứng chậm hơn, dẫn đến là cái thằng kia nó hôm qua nó tăng rồi thì hôm nay bắt đầu thằng này nó mới biết là thằng nó tăng, cho nên là nó cũng bắt đầu nó tăng. Nhưng mà khi mà nó bắt đầu tăng rồi thì thằng này nó đã giảm rồi, thì qua ngày hôm sau cái thằng này mới biết nó bắt đầu giảm thì bắt đầu nó mới giảm xuống. Thành thử ra nó bị delay nữa, các bạn thấy không? Cái đường màu xanh nó bị delay, nó bị nhích qua so với cái đường màu đỏ, nó nhạy hơn nè, nhưng mà nó lại mượt hơn. Thì cái công thức này chính là mình ứng dụng vô đây. Mình có cái momentum nè, các bạn thấy momentum nè. Rồi cơ bản là thay vì mình lấy cái beta, phải xin lỗi các bạn, mình lấy cái W nè, đúng không? Nếu mà duyên công thức ở trên á, mình lấy W, mình trừ đi cho alpha nhân cho cái DW, thì ở đây không, mình sẽ không lấy cái DW mà update, mà mình sẽ tính ra một cái giá trị mà trong đó mình lấy 90% của cái giá trị trước cộng với 10% của cái giá trị mới, rồi mình mới dùng cái đó mình update vô. Thì thành thử ra là kết quả nó sẽ tương tự như vậy. Nó khiến cho những cái sự thay đổi của W á, nó mềm hơn, dẫn đến là nó mang cái cải thiện, giống như nãy mình thấy trong cái hình vẽ của momentum nó minh họa vậy đó. Thì ý là như vậy đó. Thì ở đây mình sẽ viết một cái function dựa trên cái công thức này, và mình sẽ gọi là thực hiện cái gradient descent with momentum, mà mình tự mình làm chứ không phải là mình chỉ dựa vào thư viện và mình chả hiểu bên trong nó làm gì. Đó là một cái khác biệt mà giữa khoa học này với mấy khoa học khác. Rồi sau đó thì người ta có một cái chú ý để cho mình biết nên chọn là beta làm sao, đúng không? Rồi mình qua cái gọi là Adam. Cái này rất là hay xài trong neural network đó. Vậy thì mình sẽ nó cũng có cái công thức để mà mình thay vì mình xài cái DW để mình update W, đúng không? Thì mình điều chỉnh lại, mình xài một phần nào đó thôi, hoặc là có một cái công thức nào đó để mình tính ra cái chỉ số mình sẽ dùng nó để update DW. Thì mục đích cuối cùng nó cũng để là improve cái gradient descent, improve cái gọi là để mà tăng tốc cái quá trình gọi là giảm cost xuống. Đó, nói chung là mình sẽ được gọi là nhúng tay vô, mình làm những cái function, mình làm những cái đoạn code mà nó thực hiện những cái việc gọi là optimization. Và qua đó là mình hiểu được là thật sự là họ bên dưới những cái thư viện là họ làm cái gì trong đó. Rồi sau đó mình sẽ gọi là huấn luyện một cái mô hình, thử xem ba cái cách hoặc là mấy cái cách mà optimization khác nhau đó. Đó, để mình xem thử là cái hiệu quả của nó thực tế là giúp cho quá trình training nó làm sao. Đó, đầu tiên là mình thử cái mini back gradient descent, không có những cái cải tiến như là RMS prop momentum hay là Adam này. Thì mình huấn luyện trên 4000, đúng không? 4000 cái epoch, mỗi epoch là mỗi một lần mà mình lướt qua toàn bộ bộ dữ liệu huấn luyện đó. Như vậy thì mình sẽ thấy là nó có cái đường đi xuống của cái cost function như thế này, đúng không? Nó đi xuống kiểu này. Ở đây là theo thang 100, như vậy ở đây nè, sau 5000, 4000 mấy, 5000 cái epoch thì nó sẽ như thế này. Thì mình có thể thấy một cái nhận định thế này nè, là cái đường này nó vẫn đang còn xuống nữa. Nó chưa convert, nó chưa có hội tụ. Bởi vì hội tụ là nó phải xuống tới đây rồi bắt đầu nó đi ngang hoặc là xuống rất là chậm nữa. Còn đây nó vẫn đang xuống một giống như một luốc rồi, thấy không? Có nghĩa là nếu tiếp tục huấn luyện nó còn xuống nữa. Và cái cost nó vẫn đang ở cái mức là 0.56. Và cái độ accuracy, thấy không? Thì nó mới có 71% thôi. Rồi, bây giờ mình qua cái khác nè. Qua cái khác là gradient descent mà có momentum nè. Đúng không? Thì nó sẽ ra cái hình thế này. Nó hình thế này. Thì nó được cái gì? Nó đạt được cái độ chính xác cũng có 71.6%, đúng không? Chưa khác biệt gì mấy, đúng không? Chưa khác biệt gì mấy. Và cái cost function nó cũng tầm khoảng 0.56. Ok. Thì cứ tạm thời vậy đi, mình coi thử cái thứ ba coi. Cái thứ ba là mini bug nhưng mà có Adam nè, có Adam nè. Thì Adam á, mình thấy nè, nó convert nhanh hơn, đúng không? Chỉ sau vài 1000 epoch nè, 10% là 1000 nè, hoặc 1500 à, là bắt đầu nó xuống tới 0.2 hoặc là 0.
1.15 rồi, tức là cái cost function nó xuống rất là nhanh và bắt đầu là tới đây là bắt đầu nó convert rồi, nó xuống rất là chậm nữa nè. Nó không phải như hàng này á, là sau 5.000 epoch thì nó mới có 0.56 à, nó vẫn còn xuống nữa. Như vậy phải huấn luyện thêm, phải kéo dài thời gian thêm, huấn luyện thêm nữa thì nó mới gọi là xuống cái cost để nó convert, để nó xuống cái cực tiểu được. Còn đây đó chỉ mới có 1.000 epoch hoặc là 2.000 epoch đó là đã muốn hội tụ rồi, đúng không? Các bạn thấy không? Thì rõ ràng nó tốt hơn rất nhiều, và cái chỉ số accuracy cuối cùng nó lên tới 94%. Thì qua đó cho mình thấy được là cái hiệu quả của việc sử dụng cái optimization, những cái như ADAM rồi đó, nó giúp cho huấn luyện nhanh hơn, đúng không? Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm về tiền bạc, tiết kiệm về những cái chi phí về tính toán RAM hay là GPU, CPU rồi đó. Và khi người ta vẽ ra cái decision boundary nó phân tách rất là tốt hai cái bộ dữ liệu theo cái kiểu mà quắn quéo với nhau thế này, cái bộ màu đỏ và bộ màu xanh. Thì qua đó mình sẽ hình dung được là tại sao cái optimization nó quan trọng như vậy, đúng không? Rồi, còn cái cuối thôi là mình sẽ ở đây người ta so sánh, người ta gọi là một cái tổng kết đó, xài Green Descent bình thường rồi có momentum thì cũng không hơn gì mấy, nhưng mà với ADAM thì nó rất là tốt. Ok, và hầu như là mặc định là sau này mình cứ xài ADAM khi mà mình dùng optimizer đó. Thực hành qua một cái gọi là learning rate decay, tức là mình giảm dần cái learning rate xuống trong quá trình huấn luyện, thay vì mình xài một cái fix, một giá trị cố định, đúng không? Thì đại khái là đây là cái model hồi nãy mà mình làm. Trong đó là mình xài minibug nè, thấy không? Đó. Với mỗi một cái epoch thì trong đó mình cũng lấy từng minibug ra rồi mình bỏ vô forward propagation để mình tính ra cái dự đoán, rồi mình dựa vào compute cost để mình tính ra cost function, rồi mình bỏ cost function vào hoặc là mình để tính ra cái gradient. Rồi nếu mà xài gọi là GD, tức là minibug gradient descent, mà không có mấy cái vụ mà improvement kia thì xài function này. Còn nếu mà momentum thì xài function này, còn nếu mà ADAM thì xài function này. Nhưng mà cái cuối cùng ở đây nè là nếu như mà mình có cái vụ decay thì mình sẽ tính lại cái learning rate bằng cái function decay này để mình xem mình sẽ thực hiện cái việc là giảm cái learning rate xuống từ từ, tức là với mỗi một cái lần training, mỗi một cái lần nó thực hiện cái việc update cái parameter thì cái sau đó nó sẽ giảm cái learning rate chút xíu. Thì mình sẽ viết những cái function để mà thực hiện cái việc giảm cái learning rate nó như thế nào. Đây, thì cái function ở đây, đúng không? Mình nhận một cái learning rate vào, rồi mình có một cái tỷ lệ gọi là decay, một cái tỷ lệ mà giảm. Rồi thì mình thực hiện việc giảm thôi. Thì nó có cái epoch number nữa, tức là với epoch thứ 10 thì có thể mình sẽ giảm ở một cái tỷ lệ nào đó. Với epoch thứ 1000 thì mình sẽ giảm ở một cái tỷ lệ mà nào đó. Chứ không phải là mình cứ giảm theo tỷ lệ là tuyến tính. Rồi mình viết cái function như vậy. Rồi mình sẽ apply vô, mình xem thử là với cái vụ đó thì kết quả huấn luyện nó làm sao. Thì nó ra vậy. Có vẻ nó lại tệ hơn ha. Accuracy được có 65% thôi. Thì ở đây người ta có nói là nguyên nhân là do nếu mà mình cứ làm cái kiểu đó ở mỗi iteration mình đều giảm cái learning rate á, thì chẳng mấy chốc cái learning rate nó xuống bằng không luôn. Coi như là mô hình nó sẽ không được hiệu quả. Do đó mình phải có cách khác để mà giảm learning rate, nhưng mà phải giảm theo cái kiểu là một vài epoch sau một vài iteration thì mình mới giảm một chút, chứ không phải là với mỗi iteration mình đều giảm như vậy. Đó, thì mới có cái vụ này đó. Ví dụ như là số epoch đó, thì sau 1000 epoch là giảm xuống, sau 1000 epoch nữa mới giảm xuống, sau 1000 epoch nữa mới giảm xuống, ví dụ vậy đó. Rồi cụ thể là mình sẽ viết cái function nó, sửa lại function đó như vậy, đúng không? Và mình sẽ kiểm tra lại thì mình thấy nó ok hơn, đúng không? Nó hội tụ tốt hơn, nhanh hơn, và nó đạt cái accuracy là 94%, thấy chưa? Mặc dù là vẫn chỉ đang xài cái gọi là minibug gradient descent thôi, chứ không phải là mà ADAM hay là momentum, mà vẫn đạt được 94% độ chính xác. Thì đó mới cho thấy được cái vai trò, cái hiệu quả của việc learning rate decay ha. Vậy thì với minibug mà có cái learning rate decay nó đã tốt vậy rồi, thì mình xem thử là với momentum thì sao. Wow, thì nó đạt tới 95% luôn, rất tốt đó. Chỉ sau khoảng 1000 epoch là nó đã convert rồi. Rồi với ADAM thì sao? Với ADAM này thì cũng khoảng nó convert còn nhanh hơn nữa, khoảng vài trăm epoch là bắt đầu nó đã convert rồi, và đạt độ chính xác cũng 94%, rất tốt.
Thì nói chung là qua cái assignment này mình đã gọi là nhúng tay vô mình làm thử để mình hiểu rằng những cái optimization khác nhau, rồi thử những cái technique như là learning rate decay đồ để mình thử thực sự mình có được cái kinh nghiệm rằng là những cái đó nó có vai trò gì, đúng không? Thì như vậy đó là cái assignment của cái tuần 2. Thì tin vui đó là cái khóa này nó có 3 tuần các bạn, chứ không phải 4 tuần. Nhưng mà thật ra là 3 tuần chứ cũng quá trời thứ trong đó. Thì cái tuần thứ 3 mình sẽ có làm qua cái gọi là hyperparameter tuning, thiếu chữ E đây, hoặc là back normalization. Thì như mình biết rồi không, model nó học dựa vào bộ dữ liệu huấn luyện, nó sẽ học ra những cái gọi là parameter, những cái W và B mà nãy giờ mình biết đó. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái như là learning rate nè, như là việc mình chọn Adam hay Momentum hay là RMS prop, nó cũng là hyperparameter. Rồi mình chọn số unit của một layer, mình chọn số lượng layer, mình chọn cái activation function của mỗi layer, tất cả những cái đó nó đều là hyperparameter. Hyperparameter có nghĩa là mình phải chọn thôi, mình phải thử, phải có một cái cách nào đó để mình tìm ra được một cái bộ những cái giá trị đó nó tối ưu. Chứ những cái đó không phải là cái mà model nó sẽ học. Đó, thì hôm nay trong cái tuần 3 mình sẽ biết về cái gọi là hyperparameter tuning. Tuning đại khái là mình tìm cho ra được một những cái giá trị đó mà nó khiến cho model làm việc tốt nhất đó, hoặc là đạt được những kết quả tốt nhất. Đó, như mình mới nói đó, những cái alpha, beta, rồi beta 1, beta 2 ở trong cái item đó. Rồi số layer, số hidden unit, learning rate decay, thì cái tỷ lệ decay như thế nào cũng là hyperparameter. Rồi mini batch size, số lượng một cái bộ dữ liệu huấn luyện mà mình bỏ trong một cái batch nó cũng là hyperparameter, 32 hay 64 hay 128. Như vậy thì mình sẽ học qua những cái chiến lược để mà mình có những cách nào để tìm ra những cái giá trị tốt nhất. Đó, thì đầu tiên là mình sẽ biết về cái gọi là grid search. Có nghĩa là search, giống như là mình search theo một cái combo, một cái mạng lưới gì đó. Mạng lưới kiểu như một cách hình dung đơn giản là bây giờ tôi có hai giá trị của hyperparameter cần phải tool, đúng không? Cần phải tìm về số lượng layer. Tôi đang băn khoăn giữa là 3 layer hoặc là 4 layer. Đó, layer thì là 3 hoặc 4. Rồi, tôi lại có một cái hyperparameter khác là ví dụ như là số unit của mỗi layer. Tôi đang băn khoăn là 10 hay 20. Vậy tôi vẽ ra số layer nè là 3 hoặc 4. Rồi ở cái cột bên đây á, là số unit á, là 10 20. Như vậy thì nó thành ra một cái lưới, một cái 4 ô đó. Thì mình sẽ thử. Cái ô thứ nhất là mình thử 3 layer và mỗi layer có 10 unit. Mình lấy đó mình train model xem cái performance cuối cùng của nó làm sao. Xong mình thử lần thứ hai là 4 layer, mỗi layer 10 unit. Tiếp tục mình thử. Mỗi unit là một neuron đó. Rồi lần thứ 3 mình thử 3 layer nhưng mà mỗi layer 20 unit. Rồi mình lại thử, mình train xem performance nó sao. Rồi lần thứ 4 là 4 layer, mỗi layer 20 unit. Rồi mình tìm xem performance nó sao, mình xem thử nào tốt nhất, đúng không? Như vậy có nghĩa là mình liệt kê ra với mỗi một cái hyperparameter thì nó sẽ, mình muốn thử những giá trị này nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Những cái một cái hyperparameter khác mình cũng liệt kê ra, muốn thử những giá trị này là 1, 2, 3, 4, 5. Để rồi cái result là nó sẽ lần lượt nó lấy một cái combo, rồi nó huấn luyện, nó xem performance sao. Rồi nó lấy một combo khác, nó huấn luyện, nó xem performance sao. Thì cuối cùng mình sẽ tìm ra được cái combo nào nó có cái performance tốt nhất. Vậy thôi, đó là grid search, đúng không? Tuy nhiên là nó sẽ có những cái cách khác nữa để mà mình giúp gọi là hiệu quả hơn trong cái chuyện này, đúng không? Và trong đó là mình sẽ biết về những cái gọi là những cái trick hoặc là những cái technique mà dành riêng cho một số cái hyperparameter nào đó. Ví dụ như để mà tuning cái thằng learning rate á, hoặc là mình tuning cái thằng beta đó, thì mình phải có cái cách nào đó, chứ không phải là khơi khơi như vậy. Mình phải có một cái số điều chỉnh. Như ví dụ như thay vì là search theo giá trị của nó, mình có thể dùng cái logarithm của nó. Thì trong tất nhiên là trong mấy cái này, trong bài mình sẽ tìm hiểu rõ hơn. Rồi thì mình sẽ biết về gọi là cái hai cái cách để hyperparameter tuning. Thì nôm na là một cách đó, là nếu như mình có nhiều máy tính, hoặc là nhiều máy, gọi là cái mình hiểu nôm na là mình có nhiều máy tính mạnh cùng lúc đi, thì mình mỗi một máy mình chọn một bộ rồi xong mình huấn luyện, tức là mình làm song song 10-20 máy, mỗi một máy nó huấn luyện cho một cái bộ hyperparameters.
thì từ đó mình xem thử là cái nào tốt nhất mình lấy đó. Nếu mà mình có gọi là có cái computation mà resort mà nhiều á. Còn cách thứ hai là đơn giản là mình phải thử thôi, kiểu như là mình mỗi một ngày thì mình thử mình thay đổi chút xíu một cái loại nào đó để rồi dần dần là mình tìm ra được một cái bộ mà tốt, nói vậy thôi. Rồi sau đó là mình sẽ học qua, mình sẽ được biết về batch normalization. Thì cái này là một cái kỹ thuật rất là quan trọng, bởi vì mình thấy những khoa học khác hoặc là mình đọc những quyển sách thì mình sẽ thấy những cái kiến trúc của mô hình mà deep learning sẽ luôn luôn có cái batch normalization layer. Nó đóng vai trò giống như là nó có nhiều tác dụng lắm. Nào là nó có thể giúp ổn định quá trình huấn luyện, giảm những cái vấn đề như là vanishing gradient hoặc là exploding gradient, mà nó cũng có thể giúp cho mô hình học hiệu quả hơn, hoặc là nó giúp giảm cái overfit, thì đóng vai trò giống như một cái regularization vậy đó. Thì mình sẽ được hiểu là cái batch normalization thì nó làm việc như thế nào. Thì một cách nôm na đó là khi mà mình huấn luyện một cái mô hình giống như ban đầu á, dữ liệu đưa vô mình lúc nào mình cũng có cái bước gọi là chuẩn hóa dữ liệu, normalization hoặc là standardization. Thì cái này nó cũng tương tự như vậy. Cụ thể trong chi tiết thì những cái video mình đi chi tiết những cái phần trong bài giảng mình sẽ cùng nhau mình tìm hiểu kỹ hơn. Thì nôm na vậy nè, các bạn có hình dung là những cái hình ở trong tự nhiên á, mình cứ nói là ở trong tự nhiên đi, tự nhiên ở đây mình cứ coi như là những cái hình mà mèo, giả sử mình có một bộ dữ liệu huấn luyện nè, để mà mình phân biệt, tức là mình để xây dựng một cái mô hình giúp phân biệt được là tấm hình nào là mèo đúng không, rồi tấm hình nào không phải là mèo. Thì mình hiểu một cách nôm na là bởi vì con mèo á, hoặc là cái hình mà chụp bông mèo á, nó phải có một cái quy luật nào đó, những cái pixel, những cái màu sắc, những cái đường nét nó phải hợp lại với nhau thành một cái quy luật nào đó nó mới ra cái hình con mèo đúng không, rồi nó theo một cái quy luật nào đó khác thì nó sẽ ra hình bông hoa, theo một cái quy luật nào đó khác thì nó sẽ ra hình con chó. Bởi vì tất cả nó cũng chỉ là những con số thôi mà, tất cả cũng chỉ là những cái gọi là những cái đường nét cơ bản thôi mà, đúng không? Nó từ những con số vô tri vô giác nó tạo ra được là những cái màu sắc khác nhau trên mỗi pixel, để rồi gom lại nó thành ra là những cái đường nét cơ bản, rồi nhiều đường nét cơ bản nó tạo ra những đường nét phức tạp hơn, như là từ đường thẳng thành đường cong, nó tạo ra những cái góc nhọn, nó tạo ra những cái đường tròn, tạo ra những đường cong, rồi nhiều những đường nét mà phức tạp hơn chút xíu vậy đó, nó tạo ra những cái cấu trúc hình ảnh mà nó gọi là nó chi tiết hơn, thì từ đó nó mới tạo ra hình được của con này con kia. Thì ý muốn nói là mỗi một cái tấm hình mà nó là hình con mèo á, thì nó phải tuân theo một cái quy luật nào đó, để rồi từ đó những cái pixel đó, những cái giá trị đó nó hợp lại, nó thành ra là một bức hình con mèo. Thì người ta mới nói rằng á, cái quy luật nào đó chính là một cái, mình gọi nó là một cái phân phối xác suất, một cái phân phối xác suất mà giống như là của tự nhiên, một phân phối xác suất mà chung mà đúng cho toàn bộ cái bức hình mà có hình con mèo ở trong đó, tức là tất cả những hình chụp mèo sẽ đều tuân theo một cái phân phối xác suất này. Và cái phân phối xác suất này là cái mà mình muốn cái mô hình nó học được, hoặc là ít nhất cũng là ước lượng được, hoặc là gần gần đúng được. Bởi vì khi mà nó học được, đúng không, nếu mà mô hình nó học được cái phân phối xác suất đó, cũng giống như nó nắm được cái quy luật mà hình thành nên, đúng không, một cái bức hình con mèo ở trong tự nhiên, ở trong trên internet, trên một cái bức hình mà đó mà người ta chụp con mèo bằng điện thoại của họ, bằng cái camera, bằng cái máy ảnh của họ vậy đó. Thì nếu như mà mình nắm được cái quy luật đó thì mình sẽ làm được rất nhiều việc. Đầu tiên là mình có thể là nhận một bức hình và mình dễ dàng xác định được nó có tuân theo quy luật hay không, để mình xác định được nó có phải là hình mèo hay không nữa. Rồi thậm chí là mình có thể generate ra lại một cái bức hình một con mèo khác luôn nè, nó như cái việc của GAN nó làm được nè, hoặc là diffusion model nó làm được nè. Tức là về chung quy lại, cuối cùng là mình muốn tìm ra được hoặc là ước lượng gần đúng được một cái quy luật để tạo ra cái bộ dữ liệu đó. Thì giống mình nắm được cái quy luật lên xuống của một cái mã cổ phiếu rồi đó, thì mình dễ dàng mình đoán được trước được là cái ngày hôm đó sẽ là giá bao nhiêu, để rồi mình biết là nên mua hay nên bán. Mà cái việc generate ra cái giá trong tương lai ấy, thật ra nó cũng chỉ là bài toán classification thôi. Tại sao? Bởi vì dự đoán giá của cái ngày đó
thì cũng thật ra cũng tức là dự đoán có nghĩa là mình generate ra một con số đúng không, là để là mình gọi là cụ thể là giá bao nhiêu đúng không, nhưng thật ra thì nó cũng là có thể coi như bài toán classification, là mình dự đoán rằng trong 5-10 cái giá trị có thể thì mình sẽ chọn cái giá nào, hoặc là generate một cái bức hình mà GAN nó làm được, nó vẽ ra một cái bức hình một con mèo mà chưa từng tồn tại luôn nhưng mà nhìn rất giống như thật. Nhưng mà nói mèo là bởi vì mình hay dùng cái này cho vui, chứ còn thật ra nó vẽ được một cái hình một cái người phụ nữ xinh đẹp mà hoàn toàn người này không có thật trong trên thực tế luôn. Vậy thì về cơ bản là nếu như mình nắm được cái mô hình xác suất đứng đằng sau một cái dữ liệu á, thì mình có thể làm được những chuyện đó. Thì cái covariateship là nó thể hiện một cái hiện tượng vậy nè. Khi mà mình huấn luyện mô hình đó là rõ ràng mình đã biết rồi. Tới đây mình đã biết được rằng là khi mình dùng dữ liệu mình đưa vô cho mô hình nó học á, là mình không đưa toàn bộ 100.000 cái bộ dữ liệu huấn luyện vào, mà mình sẽ đưa lần lượt là từng gói, từng batch những 32, 64 hình. Thì tuy là tất cả những bức hình đó nó tuân theo một cái quy luật chung, một cái phân phối xác suất chung, ý là tất cả những cái bức hình mà nếu mà làm mèo á, thì nó sẽ có một phân phối xác suất mà của dành cho cái việc là những cái bức hình đó là hình mèo, còn không phải mèo á thì nó là phân phối xác suất của một cái loại khác. Thì vì mình chỉ đưa từng gói vào, và tức là mô hình mỗi một lần á nó chỉ nhìn thấy 32 tấm, và 32 tấm này nó tuy là một bức tranh tổng thể, mình hình dung một bức tranh tổng thể là một phân phối xác suất chung, nhưng mà nếu mình zoom ra từng cái ô, một cái ô nhỏ ở trong đó thì nó khác. Thì nó khác nhau. Thành thử ra giống như mình đưa từng batch 32 tấm hình vô cho mô hình nó học, thì giống như mình cho nó thấy một cái ô vuông nhỏ ở trong một cái bức tranh tổng thể vậy. Thì bây giờ cái lần thứ nhất nó học, nó nhìn một ô vuông khác, nó chỉ thấy một phần của cái phân phối xác suất để nó cố gắng nó tìm cách nó dự đoán ra bức tranh tổng thể. Nhưng mà cái lần thứ hai mình đưa một cái batch khác thì giống như mình cho nó thấy một cái ô vuông khác, một cái ô cửa sổ khác, cũng chỉ nhìn thấy một phần ở cái phân phối xác suất ở trong đó thôi, thì nó lại phải dự đoán ra bức tranh tổng thể. Thì yêu cầu là mình chỉ cho nó xem mỗi một lần là một cái góc nhỏ ở trong cái bức tranh toàn cảnh thôi, cho nên là kiểu như nó khó, nó cảm thấy là nó khó để mà nó nắm bắt được cái bức tranh tổng thể toàn cảnh. Bức tranh tổng thể toàn cảnh ở đây ý muốn nói là cái quy luật chung mà giúp tạo ra, hoặc là quy luật chung mà nó giúp các cái giá trị nó tổng hợp lại, nó tạo ra bức hình có hình con mèo trong. Thì cái batch normalization nó khắc phục cái chuyện này bằng cách là, mà trước đó thì cái chuyện đó chính là gọi là covariateship đó. Covariateship mà ông cố gắng diễn đạt ở đây cho mình hiểu, đó là với mỗi một batch nó có một cái phân phối khác nhau chút xíu, bởi vì mỗi một cái hình ở trong một cái batch nó khác nhau đúng không. Cái batch này có những cái hình khác, cái batch thứ hai có những hình khác, do đó nó giống như là những cái ô vuông mà mô hình mỗi lần nhìn vô cái ô vuông đó để mà cố gắng đoán ra cái bức tranh toàn cảnh thì sẽ thấy khó. Đây để mình vẽ thử sơ sơ cho các bạn hình dung dễ hơn nè. Ví dụ như bây giờ mình có một cái mô hình, một cái bộ dữ liệu mà nó phân phối theo cái quy luật này nè. Cũng chính là cái mà Mandarin cũng muốn diễn đạt ở trong đây cho mình hình dung nè. Đó. Giả sử cái bộ dữ liệu này, mình lấy cái bộ dữ liệu mà hai cái vần trăng khuyết nó xoắn với nhau, mà như các bạn học hoặc là trong những cái tuần trước, như assignment trước mình hay gặp đó. Đây. Mình lấy cái kiểu vậy đi. Nó cái kiểu vần trăng khuyết, bởi vì nó xoắn ở nhau vậy ha. Rồi một cái khác nó dày đúng không, và trong đây là cái chung thôi, chứ còn nó thật ra là những cái điểm thế này đây đúng không, thành ra một tụ vậy nè, những cái điểm nó xoắn với nhau dày đi đúng không, vẽ nôm na thôi đó. Rồi đây thì nó dày. Các bạn hiểu ý không? Thì đó, cái bộ dữ liệu nó vậy nè. Thì cái bộ dữ liệu này á, mình hiểu nôm na là một cái quy luật chung mà mình muốn học được nè, mình muốn nó tìm ra được. Muốn nó vẽ được cái decision boundary vậy, để mà coi như là nó nắm bắt được cái sự khác biệt
hoặc là nắm bắt được cái quy luật tạo ra cái bộ dữ liệu này. Cũng giống như nãy mình nói, chính là cái quy luật mà tất cả cái bức hình mà có con mèo ở trong, tức là tất cả cái bức hình nào mà chụp con mèo thì nó phải tuân theo cái quy luật đó. Mình muốn tìm ra được hoặc ước lượng được cái quy luật đó đó. Vậy thì khi mình học á, hoặc là khi mình đưa cho mô hình nó học á, thì đâu phải mình đưa nó toàn bộ cái này đâu. Như mình nói rồi, mỗi lần mình huấn luyện, nếu mình đưa toàn bộ dữ liệu vô thì nó sẽ không hiệu quả. Do mình dùng cái mini back gradient design mà, cho nên mỗi một lần mình chỉ đưa cho nó một cái ô vuông thôi, với góc nhìn thôi, một cái bộ dữ liệu có mấy chục cái thôi, bạn hiểu ý không? Và nó học ở trong đó. Rồi cái lần thứ hai nè, mình lại đưa một cái bát khác, đúng không? Và trong một cái bát thì tất nhiên là mình cũng phải xem xét làm sao mà nó có cả hai loại chẳng hạn. Ví dụ như mình đang huấn luyện một cái mô hình giúp classify, đúng không? Classification thì phải sao cho một cái bát nó có đa dạng nhất có thể những cái số class ở trong đó, số category trong đó. Thì nôm na là vậy đó, nôm na là mỗi một lần mà mô hình nó học đó, nó sẽ nhìn ra, nó hoặc là nó sẽ được nhìn thấy một cái ô cửa sổ ở trong bức tranh toàn cảnh. Bức tranh toàn cảnh là bức tranh này đó. Thành thử là khi mà nó nhìn một ô cửa sổ thì nó thấy thế này, nó qua cái bát thứ hai nó nhìn ô cửa sổ nó thấy thế này, nó qua bát thứ ba nó nhìn ô cửa sổ có thể nó thấy thế này, đúng không? Thì hiểu nôm na đó chính là cái covariate shift, tức là cái phân phối xác suất của cái input đưa vào đó, ở mỗi bát nó khác nhau một chút. Mặc dù về mặt tổng thể nó tuân theo cái quy luật chung, nhưng mà cụ thể ở từng bát đó, thì nó khác, cái bát khác. Thì đó chính là cái mà cái thằng bát normalization nó sẽ cố gắng nó giải quyết. Thì mình hiểu một cách gọi là mường tượng là cái hiện tượng covariate shift là như vậy. Vậy thì bắt normalization là nó muốn khắc phục chuyện đó bằng cách là nó thực hiện cái gọi là normalization, nhưng mà normalization trên một batch các cái data sample. Thì cái công thức như nãy mình nói mình sẽ đi chi tiết sau, nhưng mà mình hiểu nôm na là nó cũng giống như là cái bước normalization ở cái input data vậy đó. Thì nhờ vậy mà mô hình nó sẽ đạt được những cái hiệu quả, đúng không? Nó học tốt hơn, rồi nó giảm mấy cái vấn đề như nãy mình nói, rồi nó đỡ bị overfit. Và cái bug normalization này á, thì ở trong những cái framework như là TensorFlow hay PyTorch, mình chỉ việc là tạo thêm một cái layer, gọi là cái layer bug normalization hoặc bug norm sau mỗi một cái layer convolution như này. Thì sau này mình sẽ thấy cái này nó xài rất nhiều. Còn ở đây là mình sẽ hiểu được là cái bên trong của nó, hoặc là cái lý thuyết của nó, cái công thức của nó, cái hoạt động của nó là nó làm gì. Rồi còn có một vài bài cuối thôi, là mình sẽ học qua cái gọi là multi-class classification. Thì multi-class là nhiều class, nó khác với là binary classification. Binary là chỉ có hai class thôi, giống như mình huấn luyện mô hình phân biệt là cái hình đó có phải là hình mèo hay không, cái hình đó hoặc là có phải là có khối u hay không, yes or no thôi. Còn nếu mà multi-class classification là mình phải phân biệt được là cái hình đó nó có bệnh gì, bệnh A, bệnh B, bệnh C, bệnh D, hoặc là đưa cho nó cái hình thì nó là con gì, con chó hay con mèo hay con gà hay con vịt hay con sư tử. Vậy thì mình sẽ được học qua cái gọi là submax function. Submax là một cái function nó khái quát hóa của cái function sigmoid, cũng giống như bài toán này chính là bài toán khái quát hóa của cái bài toán binary classification vậy. Thì mình sẽ biết cái hàm submax là như thế nào. Thì một cách nôm na là với cái bài toán mà binary classification á, hoặc là với một cái bài toán regression nào đó, thì qua cả các cái layer của neural network để rồi nó ra được một con số hoặc là một cái neuron cuối cùng thôi, mà dựa vào cái neuron cuối cùng đó mình sẽ nếu mà là bài toán regression á, là mình sẽ cho nó ra một cái giá trị continuous value, tức là một cái giá trị liên tục. Ví dụ như mình đang huấn luyện một cái mô hình giúp tính ra cái giá trị của một căn nhà đi, thì cái neuron cuối cùng đó nó sẽ là một cái con số thể hiện cái giá trị của căn nhà 5-7 tỷ gì đó. Nếu như là bài toán classification mà dạng binary classification, thì cái con số cuối cùng đó, cái neuron cuối cùng đó, nó sẽ là xác suất mà cái input đưa vào á, là thuộc về positive class,
ví dụ như xác suất một cái hình nó đưa vào nó là con mèo là bao nhiêu phần trăm. Thì khi mà mình khái quát hóa qua cái bài toán gọi là multi-class á, thì cái output layer nó không phải ra một neuron nữa, mà nó ra nhiều neuron, nó ra 5-7-10 cái neuron, mỗi neuron sẽ ứng với là một class. Ví dụ như bài toán này mình muốn phân biệt cái hình đó là cấp là loại nào trong 10 cái loại sau đây, đó, 10 cái con vật sau đây, thì cái neuron cuối cùng sẽ là 10 cái. Xin lỗi các bạn, cái layer cuối cùng sẽ là 10 cái neuron. Để rồi qua cái neural network layer thì nó tính ra mỗi neuron là một con số, và mỗi neuron một con số bỏ qua tất cả qua một cái hàm softmax để nó cũng ra 10 con số. Nhưng 10 con số này nó sẽ là gì? Nó sẽ ra cho mình biết được là xác suất cái hình đó là con gà là bao nhiêu phần trăm. Rồi, cái xác suất cái hình đó là con mèo là bao nhiêu phần trăm. Rồi, xác suất cái hình đó là con chó là bao nhiêu phần trăm. Vân vân vân. Cái cuối cùng là xác suất cái hình đó là con chim cánh cụt là bao nhiêu phần trăm. Như vậy mình có một một cái vector 10 cái xác suất thì tổng lại bằng 1. Thì trong đó bây giờ mình sẽ lấy cái nào mà là có cái xác suất cao nhất ra, thì mình thấy rằng cái xác suất mà có giá trị cao nhất là tương ứng với là con chim cánh cụt chẳng hạn, thì mình có thể kết luận nó là một bức hình của con chim cánh cụt. Thì cái công thức của hàm softmax là như thế này. Đây, hàm softmax này đó. Thì mình sẽ được biết về nó. Thì cái hàm softmax này á, nó sẽ đi kèm với việc là mình sẽ sử dụng một cost function khác thay vì cái sigmoid function, thay vì cái gọi là thay vì cái gọi là binary cross entropy, thì bây giờ mình sẽ dùng cái gọi là categorical cross entropy. Cái công thức của nó sẽ là như thế này. Ok, thì về cơ bản nó cũng không có thay đổi gì mấy, chẳng qua là thay đổi cái cấu trúc của cái layer cuối, thay đổi cái function mà dùng để mình tính ra cái chỉ số xác suất, và mình sẽ dùng cái một cái cost function khác thôi. Thế thì một cách ngắn gọn á, để mà mình có thể hình dung về sử dụng hàm softmax cũng như là sử dụng cái function, cái cost function gọi là categorical cross entropy function á, thì mình hiểu gì nè. Đại khái là mình sẽ chuẩn bị, tất nhiên đây vẫn là trong cái phạm vi supervised learning, tức là mỗi một cái hình nó vẫn có cái label đúng không? Như vậy cái hình đó là nó sẽ được gắn label là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tùy vào cái việc cái hình đó là con gì. Và số 1, số 2, số 3, số 4, 5 đó là những cái gọi là tạm gọi là cái index của cái loại đó trong 10 loại. Thì cái kiểu mà hàm softmax nó làm á, là nó dựa vào việc mô hình nó xuất ra 10 con số, đúng không? Để mà nó đánh giá cho gọi là cái khả năng mà cái bức hình cần dự đoán là thuộc về loại nào. Thì hàm softmax nó sẽ biến 10 con số này, đúng không, thành ra là một cái phân phối xác suất, một phân phối xác suất, để mình có cái chỉ số tạm gọi là S1 đi, S2 đi, hoặc mình gọi là P1, P2, P10. Và vì nó là một cái phân phối xác suất cho nên cái tổng của nó là bằng 1. Và mình khi mình vẽ nó ra đi trên một cái trục đó thì nó cái kiểu vậy nè. Đây là cái xác suất thứ nhất nè. Đây là xác suất thứ hai nè. Xác suất thứ ba nè, cao hơn nè. Rồi giả sử bức hình này á, trong 10 loại, cái loại thứ 10 nó tương ứng với chim cánh cụt đi, thì mô hình này nó dự đoán ra cao nhất là cái xác suất nó đạt là có thể là 40%, đúng không? 40%, tức là 0.4. Mấy loại kia ít hơn, có thể là 0.2, 0.1, hoặc là 0.05, 0.02. Đó, nó tương ứng với những cái loại trong 10 loại thì nó sẽ có những cái giá trị xác suất. Thì về cơ bản á, hàm softmax nó biến những giá trị dự đoán của cái neural network thành một cái phân phối xác suất. Và nó dựa vào đó để mà nó so sánh với cái phân phối xác suất thật. Bức hình này á, có cái ground truth label. Đây là một cái bức hình nè, một cái bức hình nào đó, đúng không? Để đưa vô mô đồ dự đoán nè, mô đồ đưa qua một cái neural network nè, có nhiều layer nè, để mà cho ra một cái vector các cái giá trị này nè. Thì tất nhiên trong đây nó có cái parameter là cái những cái weight mà model phải học.
thì bức hình này nó được gắn một cái label ứng với cái class mà đúng của nó. Thì trong trường hợp này á, mình cho rằng cái class đúng của nó là con mèo đi ha, con mèo ứng với cái chỉ số Z2 đúng không, trong 10 class thì nó có thứ tự là ví dụ như là chó là 1, mèo là 2, chim cánh cụt là 10. Mình hiểu nôm na vậy. Thì cái label nó ở đây đó, nó sẽ được gắn là 2, gắn label là 2 đúng không. Như vậy thì cái phân phối xác suất thật của cái bức hình này nó sẽ phải là gì? Nó được thể hiện bằng một cái one hot vector, và nó chính là như thế này. Nó phải có 100%, nó phải là thuộc về cái cột thứ hai này, tương ứng với class là mèo, và 0% của những cái cột còn lại, đúng không? Đây là phân phối xác suất thật của bức hình này, gọi là ground truth label, đúng không? Còn cái đây là phân phối xác suất dự đoán, ha, prediction, mà người ta ký hiệu là y hat đó, còn đây là y. Thì mình hiểu nôm na cái việc mà cái function mà loss function này, đây này, chính là nó thực hiện cái bước là tính ra cái sai lệch, hoặc là tính ra cái khác biệt giữa hai phân phối xác suất này này, tính ra cái khác biệt của nó, hai cái different, tính ra cái sự sai khác giữa hai phân phối xác suất này, để rồi nó tìm cách nó giảm cái sai khác này xuống, nó giảm cái sự khác biệt giữa hai phân phối xác suất này xuống. Mà muốn như vậy á, thì nó phải làm sao để nó thay đổi những cái parameter của nó, đúng không? Sao cho với phân phối xác suất thật đó, thì cái cột tương ứng với cái class mèo là cao nhất và nó tuyệt đối 100% luôn. Như vậy thì nó phải làm sao nó đẩy này lên nè, nó phải đẩy cái cột này lên. Hiện giờ nó đang dự đoán gì là sai rồi, dự đoán thế này, nó đang dự đoán ra cái hình này là con chim cánh cụt rồi, không được, nó phải tăng cái này lên, nó phải đẩy cái này lên, cao lên, và đồng thời nó phải ém cái này xuống nè, nó phải ém này xuống, nó phải cắt bớt, gọt bớt đi, sai rồi, dự đoán gì là sai rồi đúng không, nó phải gọt bớt, rồi nó gọt bớt cái này luôn, nó ém cái này xuống, mấy thằng nào mà nó đang còn có thì phải ém xuống, bởi phân phối xác suất thật của nó là bằng không ở những cái class khác. Như vậy nó phải ém những cái thằng khác xuống và nó đưa cái thằng này lên, đúng không, cái này phải xuống luôn nè, đưa cái này xuống luôn nè, nhưng mà phải đưa cái này lên nè, phải đẩy này lên để cho nó tương xứng với cái label đó. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái hàm loss function này. Cái hàm loss function này sẽ khiến khi mà quá trình huấn luyện để mà mô hình nó muốn giảm cái cost function, hoặc là người ta gọi là loss function cũng được, thì nó sẽ phải làm sao đó thay đổi cái bộ parameter của nó để cho nó thu hẹp cái sự khác biệt giữa hai phân phối xác suất, một cái là dự đoán, một cái là thực tế. Thì bằng cách đó, cái kết quả đó là nó sẽ học được cái quy luật phân phối mà tạo ra bức hình con mèo, để từ đó là nếu là hình mèo thì nó phải dự đoán đúng là hình mèo, nếu mà hình con khác thì nó phải dự đoán đúng là hình cái con đó. Thì ý nghĩa của gọi là cái hàm categorical cross entropy là như vậy. Hy vọng có thể giúp cho các bạn hình dung được phần nào ha. Rồi thì gần hết rồi, mình sẽ đại khái là người ta sẽ giới thiệu cho mình một số cái framework như là Keras, TensorFlow, PyTorch, Caffe. Thì những cái framework này á, nó sẽ giúp làm những cái gọi là làm những cái heavy lifting work ha, những cái việc mà như là lấy đậu hàm gì đó. Thì người ta giới thiệu cho mình một cái gọi là gradient tape trong TensorFlow á. Nói một cách nôm na ngắn gọn á, đó là khi mà mình define, mình ra một cái phép tính, giống như bây giờ mình đặt ra một cái hàm số, mình đặt một hàm số phức tạp là hàm f bằng 5x bình phương cộng 6x mũ 3 cộng căn bậc 2 của x, chia tất cả, chia cho là e mũ x, rồi lấy tất cả, lấy logarit cơ số e. Đó, mình đặt một hàm số phức tạp vậy đó. Vậy thì việc mà mình tính đạo hàm á, thì như mình biết rồi, giả sử một cái function phức tạp vậy á, mình dựa vào cái chain rule đúng không, mình cũng sẽ phân tách nó ra thành từng cái component, những cái hàm trung gian, để rồi mình cũng sẽ dựa vào đó để mình tính ra được đạo hàm thôi. Nhưng mà nó phức tạp, rõ ràng là tính tay kiểu đó thì nó mất công và nó dễ sai.
vì nó dễ sai cho nên mới có mấy cái vụ gọi là gradient check mà mình biết rồi đó. So sánh giữa cái analytic gradient và cái numerical gradient đó. Thì những cái framework như thế này á, người ta giúp cho cái chuyện đó bằng cách là bây giờ anh cứ define một function phức tạp đi. Nhưng mà trong lúc mà anh define một function như vậy á, thì cái máy tính đó, nó sẽ cái framework đó nó sẽ kiểu như là nó sẽ hình thành ra một cái graph, một cái sơ đồ, một sơ đồ tính toán, để rồi từ đó nó dựa vào đó để nó tự động nó tính đạo hàm lại cho mình nếu mình cần. Ví dụ một hàm phức tạp vậy đúng không, thì một cái hàm phức tạp mấy á thì nó cũng bao gồm từ những cái bước đơn giản thôi. Ví dụ như cái function hồi nãy mình nói, thì để mà tính một cái function phức tạp vậy á, thì đầu tiên có phải là anh cũng phải thực hiện những cái bước đơn giản không? Anh cũng phải lấy x in bình phương lên đúng không? Rồi anh cũng phải lấy x anh nhân với 2 đúng không? Rồi anh cũng phải lấy x anh mũ 3 lên đúng không? Rồi anh lấy x anh nhân với 5. Rồi anh lại cộng hàng đó lại. Rồi anh mới lũy thừa lên. Nói chung là để mà thực hiện một cái bước phức tạp á, thì anh phải thực hiện lần lượt những cái bước đơn giản và anh kết hợp lại. Thì trong quá cái trình mà anh thực hiện chuyện đó đó, hoặc là khi mà mình define một cái function như vậy đó, thì cơ bản là khi mà mình tính toán là nó cũng sẽ là những cái bước đơn giản nó kết hợp lại. Thì cái quá trình đó, gradient tab, kiểu như nó sẽ ghi lại những cái bước đơn giản đó để rồi nó hình thành ra những cái quy trình để mà nếu mình lấy đạo hàm á, cả cái hàm đó, thì nó sẽ biết cách để nó giúp mình lấy đạo hàm của cái hàm phức tạp ban đầu. Thì vậy thôi. Thì nhờ vậy á mà ví dụ như ở đây nè, các bạn có thể thấy là trong cái trend step này đúng không, khi mà mình define với cái gradient tab, mà mình define một cái function là mình lấy cái w mình bình phương lên, rồi mình trừ đi cho 10 nhân w mình cộng 25, thì mình tính ra cái cost. Thì chỉ việc khi mình tính đạo hàm, mình chỉ cần bỏ cái cost vào là cái tab gradient nó sẽ tự động, nó dựa vào cái cost function tính bằng công thức nào thì nó sẽ lần ngược ra để nó tính ra cái đạo hàm giùm cho mình. Mình khỏi phải tính dựa theo kiểu là mình xây dựng công thức để mình viết tay, hoặc để mình tự tính, mà mình chỉ việc là nhờ nó tính giùm thôi. Và nhờ vậy là mình giảm được cái sai sót xuống, giảm cái khả năng sai sót xuống, mình khỏe hơn, đúng không? Thì cái gradient tab là như vậy. Nó thì cơ bản là dù một cái mô hình neural network nó có nhiều layer cỡ nào, có nhiều cái bước cỡ nào, thì về cơ bản nó vẫn là tính toán từng chút rồi nó kết hợp lại, đúng không? Giống như cái function phức tạp nãy mình nói. Vậy thì cái gradient tab nó sẽ đứng, nó theo dõi cái việc mà mình tính một cái hàm phức tạp như vậy á, để rồi nó sẽ biết à, khi muốn lấy đạo hàm á, nó sẽ làm ngược lại giùm cho mình để mình có được giá trị đạo hàm, hàm cost đối với các cái parameter, để mình dùng nó để mình gradient descent, mình update. Như thường lệ là cuối tuần là sẽ có một assignment. Thì trong assignment này mình sẽ làm quen với TensorFlow. Và cụ thể là mình sẽ sử dụng một cái bộ dữ liệu gọi là Sign Dataset. Thì đó là mình sử dụng những cái hình như thế này nè, là những cái gọi là những ký hiệu bằng tay á, để dành cho những người khiếm thính á, người ta giao tiếp với nhau á. Ví dụ như thế này là số 4, như thế này là số 0, số 2, rồi số 5. Mở rộng ra thì rất là nhiều. Để bằng cách đó là thông qua những cái ký hiệu bàn tay này, những người khiếm thính người ta nói chuyện với nhau được, giao tiếp được. Thì bây giờ mình dựa vào bộ dữ liệu đó, mình huấn luyện một mô hình làm sao để nó nhìn những cái hình ảnh này, nó biết được là đây là cái hiệu gì, số mấy chẳng hạn. Thì các bạn thấy những cái vấn đề hoặc là những cái assignment đó, người ta cố gắng đưa ra những vấn đề rất là thú vị, đúng không? Thì qua đó mình sẽ làm quen những cái API của TensorFlow, như là dataset from TensorFlow from TensorSlide giúp load cái bộ dữ liệu ra nè. Rồi mình sẽ viết một cái function để mà normalize cái input data dựa trên những cái function của TensorFlow, thay vì mình xài NumPy như bây giờ mình xài TensorFlow. Rồi mình sẽ xây dựng một số cái function như linear function, thay vì dùng NumPy để mà thực hiện phép tính ma trận giữa vector, xin lỗi các bạn, giữa ma trận W và ma trận X, thì bây giờ mình dùng TensorFlow với những cái function như là add, như là matmul nè, không? Rồi mình thử xây dựng một function sigmoid mà
dùng TensorFlow. Thì với TensorFlow thì mấy cái function cơ bản như vậy nó có cái có sẵn luôn. Nó có cái thư viện gọi là activation function đó. Cái API activation function thì trong đó nó có những function như sigmoid, ReLU, tan edge. Mình chỉ việc gọi thôi. Rồi rồi về one hot encoding. One hot encoding như nãy mình giải thích sơ rồi đó, với một cái hình có cái label là như vậy đó. Ví dụ như cái hình đó trong cái bài toán multitask classification nó thuộc về con mèo, thì cái index của nó là số 2, nhưng mà khi chuyển vào mình cần một vector dưới dạng là one hot vector, tất cả là số 0, số 1 nó nằm ở cái vị trí số 2 để mình nó tương ứng với một cái phân phối xác suất. Vậy thì mình dùng cái function one hot của TensorFlow để nó giúp làm cái chuyện đó. Đó, ví dụ như cái label có mấy cái data sample nó có cái label thế này nè. Thì cái thằng thứ nhất có label là 1 đúng không? Thì nó sẽ trở thành một cái vector là như thế này. Thì ở đây nó có một cái, bởi vì ở trong ngôn ngữ lập trình thì tất cả số 1 thì nó phải bắt đầu từ số 0, cái thằng đầu tiên bắt đầu từ số 0, cho nên là cái label mà số 1 á thì nó sẽ trở thành một cái vector là tất cả số 0 hết, và số 1 nó đứng ở vị trí thứ 2. Thằng số 0 này nè, thằng số 0 đứng giữa số 3 và số 2 này nè, thì nó mới trở thành một cái vector mà cái số 1 đứng đầu. Bạn thấy không? Đây nè. Nói vậy thôi. Rồi mình làm thử cái loss function đó, nhận vô cái logic và label đến loss function. Thì vì nó là những cái framework nó hỗ trợ những cái vấn đề này, cho nên là mình chỉ việc gọi cái loss function nào mà mình muốn xài thôi. Ở đây là categorical, đúng không? Cross entropy nè. Thì xài cái API metric của nó và đưa cái label vô, đưa cái logic vô, thì nó sẽ tính ra cái loss function cho mình luôn. Đó chính là những cái mà một cái framework nó hỗ trợ mình, giúp mình làm những cái building, những basic building block đó, mình không cần phải tự làm từ đầu nữa. Thay vì mình phải xài, phải tự viết mỗi công thức để tính cái hàm loss function theo cái categorical cross entropy đó, thì mình chỉ việc gọi cái metric API của nó. Rồi qua đó là mình sẽ xây dựng cái function để mà forward propagation mà sử dụng Keras. Thì cơ bản là mình cũng gọi những cái function của nó. Tức là cái này mình vẫn mang tính chất là mình tự làm, đúng không? Thay vì mình define một cái model mà chỉ xài layer thứ nhất là layer gì, layer thứ hai là layer gì, thì ở đây mình vẫn đang là define từng layer với một cái bộ parameter là W và B. Để rồi giả sử mình huấn luyện nó thì mình vẫn phải update nó theo một cái cách là thủ công. Nó khác với việc sau này mình dựa hoàn toàn vào TensorFlow, là mình chỉ việc define model nó có cấu trúc như vậy, nó có những layer như vậy, mỗi layer nó có bao nhiêu unit, sử dụng activation function gì. Rồi mình compile model, mình huấn luyện nó với bộ dữ liệu huấn luyện, mình define cái loss function là xài loss function gì, mình muốn sử dụng cái optimization là nào, optimizer gì, rồi mình gọi lên fit, rồi mình nó huấn luyện thôi. Còn đây bằng cơ bản là mình còn define cái WB ấy, thì thật ra mình vẫn còn đang là tự làm, đúng không? Nhưng mà chẳng qua là mình đang làm quen với một số cái function mà cơ bản, thay vì bình thường mình xài NumPy ấy, thì mình đang xài TensorFlow. Đó, ấy là như vậy đó. Đó thì cái bước mà forward prop đó thì mình cũng là nhân ma trận giữa ma trận W1 với X, rồi mình cộng với B1, sau đó mình bỏ qua cái activation function, rồi ở đây là ReLU để mình tính ra cái Z, tính ra cái A1. Mình lấy A1 mình bỏ vô cái layer thứ hai, là mình mới nhân ma trận với cái W2, mình cộng với B2, rồi mình lại bỏ qua activation function để mình có được cái A2. Từ đó mình làm input của cái layer thứ ba. Thì mấy cái này là qua cái khóa đầu tiên là các bạn đã quá rành rồi, đúng không? Rồi mình train một cái model đó, mình train model thì ở đây mình làm quen với một cái API, một cái lệnh là prefet. Prefet nó một cái nôm na đó là khi mình huấn luyện mô hình á, mình đưa vào cho nó từng batch dữ liệu, đúng không? Thì mình không có muốn là nó xử lý xong cái batch thứ nhất rồi nó phải đứng nó đợi mình có cái batch thứ hai đưa cho nó. Thì một cách ngắn gọn là nó xử lý xong cái batch thứ nhất, thì trong mình đưa cho nó cái batch thứ nhất, thì trong lúc đó mình load cái batch thứ hai ra, để khi mà nó xử lý xong cái batch thứ nhất thì nó có sẵn cái batch thứ hai để nó làm luôn. Thì trong quá trình đó mình load cái batch thứ ba ra, thì nó gọi là prefet. Nó giúp mình gọi là tận dụng tối đa, không có những khoảng nghỉ của cái CPU hay là GPU. Nó giúp mình gọi là giảm cái thời gian huấn luyện xuống.
tăng cái hiệu quả huấn luyện lên đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ để mà bắt đầu train model á, thì ở đây mình define model là mình làm những bước như mình đã biết rồi. Mình sẽ initialize cái parameter nè, mình khai báo một cái optimizer, và trong trường hợp này các bạn thấy nó chỉ việc là xài cái nào thì lấy cái đó thôi. Adam hoặc là RMS Prop hoặc là Green Descent với Momentum, thì cái thư viện của nó có sẵn nhiều cái loại cho mình chọn. Mình chỉ việc là chọn cái learning rate thôi. Rồi mình yêu cầu phải xài cái metric nào để mà đánh giá. Ở đây thì mình sử dụng là cái accuracy, đúng không? Sau đó là mình qua đây mình xây dựng cái function để mà forward prop và back prop. Mình vẫn là đang gọi là tự làm, nhưng mà mình có một sự hỗ trợ nào đó ít nhiều của các thư viện như là TensorFlow, để mình khỏi phải tính mấy cái như là optimizer hoặc là loss function hoặc là cái bước tính đạo hàm này. Thì các bạn thấy là mình vẫn là gọi là lúc qua lặp lại nhiều cái lần huấn luyện số epoch đó. Thì mình sẽ chuẩn bị bộ dữ liệu. Thì các bạn đã biết ở bài trước rồi đúng không? Mình sẽ shuffle nó để rồi mình tách nó ra thành từng batch. Và lần lượt mình lấy từng batch mình bỏ vô cái forward propagation để cho nó dự đoán ra cái Z3 này, đúng không? Thì vì mình làm ở trong cái gradient tab, do đó là gradient tab này á, nó sẽ giúp mình tính cái gradient. Đó, mình tính xong cái này mình ra cái Z3, mình bỏ Z3 vào cùng với cái Y này, rồi ground truth label để mình ra cái loss này. Thì thoát ra khỏi đây á, là mình cần cái gradient á, thì mình chỉ việc bỏ cái loss vào với cái training variable á, là mình sẽ có cái gradient luôn. Và cái tab này nó sẽ giúp mình tính cái gradient một cách tự động, mình không cần phải tự mình tính. Và mình dùng cái gradient đó để mình update cho cái bộ parameter, và lần này mình cũng chẳng cần phải tự mà set W1 bằng W1 trừ learning rate nhân với DJ trên cho DW1 luôn. Mà mình chỉ việc bỏ cái gradient vào cùng với các cái trainable variable vào cái function của optimizer là apply gradient, là trong đó nó tự động nó update luôn. Và vì mình define cái optimizer là thuộc cái loại gì, ở đây mình define là Adam, thì nó sẽ update giữa cái gradient và cái training variable theo cái phương pháp của Adam, đúng không? Mình không cần phải tự làm cái chỗ này đó. Sau đó là mình lại tiếp tục lặp lại chuyện này cho một cái lần huấn luyện tiếp theo. Thì như vậy các bạn thấy là mình vẫn đang gọi là tự viết những cái function, tự viết một cái đoạn code để mình huấn luyện mô hình. Nhưng mà những cái bước mà phiền phức như là tính đạo hàm, tính cost function là mình xài cái TensorFlow nó giúp, đúng không? Và để rồi mình sẽ thấy là nó kết quả nè. Trong quá trình training cái cost nó sẽ giảm dần như thế này. Còn in theo cái chỉ số accuracy á, thì nó sẽ tăng dần lên như thế này. Cái màu xanh là training accuracy, được màu đỏ là test accuracy. Đó, như vậy là mình đã biết cách sử dụng cái TensorFlow để hỗ trợ cho cái quá trình mà mình xây dựng mô hình. Tất nhiên là vì review thì mình không thể nói quá detail được, nên là trong những bài chi tiết là mình sẽ cùng nhau mình tìm hiểu kỹ hơn. Đó là sơ lược cái khóa học thứ 2 trong năm khóa của Deep Learning Specialization của Deep Learning AI trên nền tảng Coursera. Thì hy vọng là cái video này cũng có thể giúp cho các bạn có được một cái nhìn tổng thể của nội dung của khóa học này. Thì trong quá trình mình nói chuyện có chút vấp váp hoặc là có gì sai sót thì mong các bạn lượng thứ bỏ qua. Và nếu có góp ý gì thì các bạn cứ comment cho mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo, mà mình sẽ cùng nhau review cái khóa thứ 3, rồi những cái video về khóa thứ 4, thứ 5, mà trong đó mình sẽ học được những cái rất là hay thuộc về convolutional neural network và sequential neural network, mà nó tạo ra được những cái bước tiến rất là quan trọng trong cái vấn đề thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.